Kênh Ký ức Chiến tranh trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn Cuốn tự truyện với nhan đề Được sống và kể lại tác giả cựu chiến binh Trần Luân Tín Được sống và kể lại là một cuốn tự truyện về chiến tranh của họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà văn Trần Luân Tín Nguyên là chiến sĩ tiểu đoàn 18 thông tin sư đoàn 3 hay năm quân đoàn 2 Đơn vị này đã trực tiếp tham chiến tại thành cổ Quảng Trị những năm 1972 rực lửa tác phẩm viết về quãng thời gian 4 năm chiến đấu của họa sĩ, nhà văn Trần Luân Tín. Điều động lại không phải là những trận đánh hào hùng, chiến tranh khốc liệt hay hoài niệm về mất mát, hy sinh. Dù độc giả vẫn gặp những điều ấy trong tác phẩm này. Dưới góc nhìn của một người lính viết về chính anh và đồng đội, về những ai đã sống, đã hy sinh, nổi lên trên hết là giá trị nhân văn ẩn sau những trang sách. Sau đây mời các bạn cùng nghe. Chương 1, viên cảnh sát da đen to lớn hơi nghiêng đầu chăm chú nhìn tôi, có vẻ ngờ ngợ một người quen, lại như là chợt phát hiện ra một người quá lạ. Tôi thoáng nhìn anh ta rồi tiếp tục kéo vali đi. Trong hàng người từ máy bay xuống có lẽ tôi là người nhỏ con nhất. Một người Việt đứng tuổi lại hơi ốm yếu. Viên cảnh sát bước mấy bước tới gần, đưa ngón tay chỉ vào tôi rồi ngửa cả bàn tay vẽ thành một nửa vòng cung về phía cái quầy sắt sáng trang. Tôi hiểu ý, tách ra khỏi hàng người, quay vali, đẩy nó tới sát cái quầy sắt. Viên cảnh sát lại xài ba bước dài tiến tới bên tôi anh ta lịch sự nghiêng người nói một câu tiếng anh rồi nhấc cái vali đặt lên mặt quầy cuộc kiểm tra hành lý đột xuất bắt đầu dường như cái anh chàng to lớn đen thui này không mấy chăm chú vào việc lục lọi hành lý của người bị nghi vấn lật lật vài bộ quần áo hai bàn tay thô cạch dừng lại rồi đột ngột vung lên xếp đúng hình tư thế bắn súng tiểu liên một mắt nheo một mắt mở to nhắm vào tôi bàm bàm bàm, bàm vc bàm bàm bàm, bàm vc con mắt mở của anh ta sáng rực lên cùng với câu hỏi. Tôi hiểu ý, nhoẻn cười vì động tác ngộ nghĩnh của người cảnh sát, bật trả lời quét đát doai. Ô, gút, gút, bộ sắc phục cảnh sát nhào nhò khi người da đen cúi xuống ôm lấy vai tôi. Anh ta siết nhẹ rồi lắc nhẹ. Khi tôi chạy vội theo kịp những người cùng đoàn rồi ngoái lại, thấy người cảnh sát to lớn vẫn nhìn theo, anh đưa ngón tay cái lên giật giật, hai hàm răng trắng người mở rộng. Hoạt cảnh này xảy ra tại ga máy bay Los Angeles vào năm 1997, khi tôi lần đầu tiên xuất ngoại, lại tiến thẳng tới cái đất nước cách đây gần 30 năm đã ùn ùn kéo quân sang giày xéo tan tành quê hương tôi. Người cảnh sát kia tuổi còn trẻ, hẳn không thể có mặt trong đoàn quân viễn trinh của nước Mỹ ngày nào. Tôi rong ruổi trên đất Mỹ, loanh quanh qua những thành phố nhà cao chọc trời, đến miền Bắc tuyết lạnh, miền Trung đất đỏ, núi đỏ, ra biển xanh ngăn ngắt. Cuối cùng thì trở về Cali nơi có đông người Việt Nam đang sinh sống. Khí hậu Cali rất giống Sài Gòn, bầu trời cao trong và thoáng đáng. Một buổi sáng, tôi ngồi uống cà phê với hai viên đại tá người Việt, họ là đồng minh của Mỹ trong chiến tranh. Hai viên cựu sĩ quan đã có tuổi, họ thận trọng nhưng niềm nở. Khó mà quên được những dãy quán của người Việt ở trên đất Mỹ, bởi vì những chữ Việt, cũng vì cái âm Việt ở đây sao thấy xa xôi, mà lại thân quen quá, Mỹ Tho, Cần Thơ, Trảng Bom, lại có cả Tràng An vĩ dạ hai người lính già vẻ như rất vui vì có khách mà lại là khách đặc biệt một viên trung tá việt cộng mới từ quê nhà sang họ hỏi nhiều điều về đất nước những câu hỏi chứng tỏ thông tin từ xứ sở vọng tới nơi này là vô cùng ít ỏi rốt cuộc người có bộ ria mép điểm bạc cũng bày tỏ quan điểm chắc là đã chất chứa trong lòng từ rất lâu hồi đó anh em mình đánh nhau có phần vô lý có thể giải quyết theo cách khác được cuộc chiến tàn khốc quá mà không đem lại cái gì cho ai cả. Đề tài mở ra có sức hút, người mặt hồng hào trồng tới, chống hai khuỷu tay lên bàn. Cái này mình phải đặt vấn đề tâm tư của người Việt. Anh thấy sao, hồi đó lẽ ra phải đặt vấn đề này sớm, thì tránh được cuộc huynh đệ tương tàn. Hỏi nhưng không kịp để cho tôi đáp, hai người già sôi nổi, vẻ như lòng chắc ẩn với quê hương đất nước, dù muộn màng, cũng đã kịp chất chứa trong lòng họ thành một nỗi niềm. Tôi từng nghe cách lập luận này không ít lần, cách thức là, Rút đi các dữ kiện lịch sử của thời điểm xảy ra chiến tranh, chỉ giữ lại nguyên một cục thương đau khốc liệt, đặt nó lên mặt bản của hơn 20 năm sau, và bình luận Tôi đã nhiều lần xót xa vì sự chân thành ấy, bèn hỏi Cuộc sống của các anh bây giờ thế nào, có tốt không? Hiện nay hả, rất tuyệt vời bạn ạ, à. nước Mỹ là thiên đường, Việt Nam mình không biết có ngày được bằng một góc của nó không? Có hy vọng không? Rồi lại không kịp để tôi trả lời, hai nhà truyền giáo sôi nổi rất nhiệt tâm muốn cho người đến từ nơi nghèo khó biết được thật nhiều những điều sâu xa tuyệt vời của một xã hội văn minh phải đợi khi cả hai bỗng dưng cùng nhấc ly cà phê lên uống tôi mới có dịp nói được vài lời theo tôi thấy thì chiến tranh đã đem lại cho các anh nhiều đấy chứ hai ly cà phê cùng đặt nhẹ xuống bàn không khí trùng lại từ mỹ bay trở về cánh máy bay ngang ngang trên nền đại dương xanh ngăn ngắt bầu trời và quả đất vô cùng lơ đễnh chúng như chẳng có một mối quan tâm nào ở dưới ấy trên mặt quả địa cầu vô tư có một dải đất rất hẹp, rất nghèo, rất nhiều đau thương. Đấy là quê hương Việt Nam yêu quý của tôi. Vào năm 1971 miền Bắc lụt một trận rất lớn. Tôi nhận giấy báo nhập ngũ khi đang cùng khoa điêu khắc của trường Mỹ thuật dựng tượng đài ở Ninh Giang Hải Dương. Những ngày này trời mưa tầm tã, làng quê ướt đầm đìa. Bọn học trò không có việc làm, suốt ngày chơi bài, đọc sách hoặc là nghêu ngao hát. Thầy Phước Xanh nói với tôi, em về thăm nhà đi, rồi sắp xếp lên Hà Nội cho kịp ngày nhập ngũ. Tôi đạp xe về thị xã Hải Dương, cái bánh xe nhỏ xé làn nước lấp sấp trên mặt đường đất. Mưa răng kín trời, về đến nhà buổi chiều thì sầm tối, con nước lớn ập đến. Nước sừng sừng dâng lên, nhanh chóng ngập lút hết tầng trệt của tất cả các ngôi nhà. Đêm xuống, phố phường soi bóng trên mặt nước màu nâu bạc. Sáng hôm sau con nước lắng lại, nó lờ lững oai về dạo quanh. Thuyền bè bắt đầu xuất hiện đông dần, rồi líu díu ngang dọc trên lưng nước như chảy hội. Xuồng của công an đi giữ trật tự trên sông phố, người cảnh sát quần áo ướt nhèm, một tay nắm chặt mạn xuồng để giữ thăng bằng, một tay cầm loa pin oang oang truyền lệnh, chú ý, chú ý, thuyền bè đi về phía tay phải. Đề nghị bà con chấp hành, chống xuồng đi về phía tay phải, để tránh tai nạn giao thông. Vắng công an là có đua xuồng. Xuồng tự tạo bằng mọi thứ vật liệu có thể nổi, nên chúng quay vòng là chính, tiến lên thì không mấy tiếng cười sặc tiếng hò la vang động căn nhà của má tôi không có tầng nào nước dìm nó xuống gần như mất hút chỉ còn lại cái tam giác của mái nhà lộ ra phải bác ván qua hai đầu tường lót thành một cái sàn rồi lom khom ở trong đó hơn hai tuần trôi qua không hề có dấu hiệu con nước sẽ rút rồi một tuần nữa trôi qua nước như là không có ý định trả lại mặt đất cho người nó lì lợm đến mức đứng im không chuyển động tôi nói với má tôi chắc con phải bơi về hà nội thôi má Má thở dài, đợi thêm vài ngày, chứ xa lắm, rắn rết nhiều lắm. Để hỏi xem có thuyền bè chờ khách thì đi. Sốt ruột, tôi ra bưu điện báo cho nhà trường. Bưu điện của thị xã mở cửa trên tầng 2, lối vào là cửa sổ. Tôi cặp bè rồi leo qua cửa, nhảy lên chiếc ghế băng dài, đi trên ghế thẳng tới bàn của chị điện báo viên. Có vài người mặc quần đùi, đeo cặp táp, thóng chân xuống nước ngồi đợi đến lượt mình được. Tiếp, ngoài đường lịch kịch tiếng thuyền bè đụng nhau, tiếng người rơi ùm xuống nước, tiếng cười nói ý ới. Gửi được vài dòng chữ cho nhà trường, cũng đỡ nóng ruột hơn một chút. Nhưng ba ngày nữa trôi qua, nước vẫn không chịu rút. Nhà cửa, cây cối và con người cứ từ từ mỏng vơi đi, tái bạc đi. Ở cầu cất, người ta mới thiết lập tuyến cano Hải Dương Hà Nội. Thế là đã đến lúc phải lên đường. Hôm ấy thằng Vinh em tôi chống hai chuyến bè mới chở hết cả nhà ra cầu. Trời lất phất mưa, mây rất nặng, tôi bước xuống chiếc cano gỗ trao chiêng, nhìn lên cầu. Ba tôi, má tôi, hai đứa em tôi đứng trên đó. Phía sau là những đám mây màu trì và một khoảng trời dợ lên màu sáng bạc. Cả nhà đưa tay vẫy, miếng vá trên vai áo của má, hơi ấm những củ khoai luộc bên hông tôi, những giọt mưa gõ lộp bộp. Đến bây giờ tôi còn giữ được mấy câu thơ viết trước lúc ra đi. Con đi ba má nhé, hai mươi năm tròn trịa, con gói trong lòng, và những ước mong, con đem theo ra trận kể gì một chút thời gian của cuộc đời khao khát nhưng muôn năm là hạt kim cương hỡi những giọt thời gian ngắn ngủi bình thường con nhớ tất cả ba má ạ à. từ khi trí óc con và tâm hồn con biết nhận những gì con yêu thành kỷ niệm ôi những ngày lưu luyến cháy xe lòng từ hải dương đến hà nội khoảng cách là hơn 50 mươi cây số chỉ có nước sinh lực của đất không còn vài chiếc trực thăng vè vè thả lương thực cứu đói những con trâu gầy đứng buồn bên những túp lều dơm trên lưng những quả đồi gồng cong lên. Tôi về đến trường trước ngày nhập ngũ một ngày, cả trường đã đi thực tập, chỉ còn lại vài lớp đang học cơ bản. Buổi tối buồn buồn, tôi tha thần quanh trường một mình. Cây bằng lang hoa tím, hàng phi lao bên sân bóng truyền, những khóm tre đằng ngà xào sạc. Hành lang lớp học và những bóng đèn tỏa ánh sáng vàng cho chúng tôi ngồi học thâu đêm trước kỳ thi tốt nghiệp ngày nào. Lớp điêu khắc rộng thanh, im lìm, bức tượng nghiên cứu toàn thân của tôi vẫn phủ ni lông đứng đó, tôi mở tấm ni lông ra, chợt trào nước mắt, mùi của đất thân quen, phải xa rồi, dường như xa chính mình. Mọi thứ trong lồng ngực tôi chợt dựng ngập lên, không thể nhận ra là cảm xúc gì, cứ tràn ngập rồi lặng lặng, và rất buồn. Những năm tháng học trò đã qua mất rồi, một quán đời vất vả, đói và thiếu thốn vô cùng, nhưng kỷ niệm thì tròn đầy. Thầy trò, bè bạn đùm bọc nhau, trao dồi nghề nghiệp say xưa trong niềm yêu nghề, yêu cuộc sống tuổi thơ của chúng tôi thật nhiều gian lao nhưng chật đầy yêu ái. Nó sinh động và thiết tha, mãi mãi là nguồn sinh lực của mỗi người. Ở Chicago, có lần tôi đến thăm một người bạn họa sĩ Mỹ. Ngôi nhà xinh xắn của anh ngự trên một triền đồi cỏ xanh, dập mát bóng cây. Tôi rất muốn biết quang cảnh của nước Mỹ vào thời điểm mà họ mang bom chút xuống Việt Nam, nên hỏi. Cách đây 30 năm nước Mỹ có khác bây giờ nhiều không? Không, nước Mỹ đã định hình, rất ít thay đổi người họa sĩ dâu sồm vừa tập trung điều khiển quả khí cầu nhỏ bay lượn trong nhà, vừa trả lời rồi hỏi. Việt Nam thay đổi nhiều chưa? Tôi biết trong chiến tranh đất nước ông rất nghèo. Có phải cái nghèo đã giúp cho chiến thắng? Sao nghèo lại giúp cho chiến thắng? Khát vọng đổi đời, phải thế không? Sau này, khi đất nước bắt vào nhịp đổi mới, mọi sự thay đổi thật mau lẹ, con người cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi lại nhớ tới buổi trò chuyện với anh bạn họa sĩ này với cách sống mỹ thì ý nghĩ cho rằng cái nghèo đã giúp người việt chiến thắng có thể hiểu được hoặc có thể cười được lạ là có nhiều người việt nam cũng lằn nhằn như vậy về cuộc chiến đã qua tôi hỏi thế còn sự hy sinh tại sao người ta lại quên cả bản thân mình quả khí cầu nhỏ khẽ đụng vào tường anh bạn ngửa cổ nốt một hơi bia rồi bắt vào câu chuyện chăm chú hơn thằng em họ tôi ngồi dịch thực ra nếu trong lòng vô tư thì nhìn vào lịch sử sẽ rất dễ sáng tỏ Người Việt vừa ra khỏi cuộc trường trinh thứ nhất, đuổi thực dân Pháp, đã bị thúc ngay vào cuộc trường trinh thứ hai, đánh đế quốc Mỹ. Không đánh thì bị đánh. Hiệp định Geneva không được thực thi cho thấy giá tâm của Mỹ. Họ coi thường một dân tộc nhỏ, tự cho có thể làm được cái việc mà nước Pháp đã không thể làm được. Người Việt Nam nghèo nhưng biết nghĩ về người khác, lo cho người khác và hết lòng đùm bọc nhau, vì vậy nên thiên nhiên đùm bọc họ, người với đất trời kết lại, tạo thành một khối sức mạnh không thể lường nổi mùa gặt, xóm làng thơm nồng mùi rơm, sân kho phồng lên trong nắng, trung đội xếp thành hàng ngang, lính quân nhu phân phát quân phục cho lính mới, ba lô, quần áo, dép đúc, khăn mũ và những thứ thiết yếu khác được những người lính già ném xuống chân những người đang mặc thường phục. Cởi bỏ thường phục, mặc quân phục tại chỗ, tôi nhận được bộ số một với một cái áo trùng xuống tới gối, còn quần thì kéo lên tới ngực. Người trung đội trưởng đứng trên bậc tam cấp nhà kho dướn cổ nói rất to các đồng chí đổi cho nhau người nào không đổi được thì báo cho quân nhu để đổi sân kho hợp tác xã đầy nắng đang im phát chợt nhốn nháo người người nhấp nhổm xăm soi quần áo bò áo vào quần kéo ra rồi nhét vào sắn ống quần lên rồi lại thả xuống trung đội trưởng lại dướn cái cổ nổi đầy mạch máu nói quân phục khác với sơ vin phải rộng rãi mới vận động chiến đấu được các đồng chí cứ mặc rộng rồi sẽ quen màu xanh thay đổi hoàn toàn cảm giác của ngày hôm qua. Không còn viên chức, sinh viên hay thợ thuyền nữa, đột nhiên thấy gần gũi nhau hơn. Bọn học trò súng xính trong quân phục, trông mới mẻ như những đọt sau non. Túc thì mỏng tang, tích minh phồng lên như con nhái bén. Mai Châu sắn có bộ khung chuẩn nên rất ngay ngắn. Bọn nghiêm, huân, ứng, thịnh, đứa nào trông cũng là hoác. Trước khi nhập ngũ tôi có hai bộ quần áo, một cũ, một mới. Bộ đồ mới là bộ vía chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp, mà tôi phải dành dụng tiền mấy năm mới sắm được. Đấy là cái quần vải simili màu xám cho và cái áo popper lần trắng, tôi đã tặng cho Dũng, thằng bạn thân cùng lớp trước lúc ra đi. Còn bộ đồ cũ, nó phục vụ tôi suốt gần 6 năm, đến bây giờ đã ngắn cộc và có hai miếng vá, một ở mông, một ở lưng. Nó đang nằm ở dưới chân tôi, cái lai like quần sần rách thò ra, tôi lặng người như chợt nhìn thấy mình, thấy ngày hôm qua, một thời thân thương đã qua rồi cũng vẫn cái sân kho khô khốc của hợp tác xã, đến giờ ăn cơm thì xanh dần màu xanh quân phục. Mấy trăm người ngồi xẹp trên mặt sân gạch, xôn xao, rào rào như tầm ăn rỗi. Sáu người quây quanh một mâm, thức ăn gồm có tép giang, đậu phụ rán và canh rau muống. Sau bữa cơm, tôi ôm bộ quân phục mới toanh ra ao nhỏ sau nhà, nhúng nó xuống nước, rồi đập, đạp, vò. Tôi muốn nó cũng đi một chút vì không quen mặc đồ mới, đồ mới làm cho thấy tò te quá, mặc đồ cũ tự tin hơn. Nhưng vải quân phục rất bền, dễ gì cũng đi trong phút chốc. Dù sao thì nó cũng đỡ sột soạt, soạt hơn một chút. Đây là làng khuyến lương thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tôi nhập ngũ vào sư đoàn 3, 2, 5, lúc này là sư đoàn huấn luyện tân binh. Một sư đoàn toàn lính mới, tất cả đều là sinh viên và cán bộ nhà nước, có một số nghiên cứu sinh mới ở nước ngoài về. Bộ khung huấn luyện gồm những người lính già dặn kinh nghiệm, đa số đã trải qua chiến trường. Tiểu đội trưởng của tôi người Thái Bình, cấp bậc hạ sĩ, mặt vuông, miệng nhọn rất hay cười, tên anh là chữ. Những ngày này thời gian được phủ kín mít, sáng sớm tập thể dục, rồi học chính chi, điều lệnh, nghiêm nghỉ, bước đều. Tối thì tập đi bộ, từng chung đội xếp thành một hàng, nối nhau lòng vòng đi từ làng này sang làng khác, chuyện trò rôm giả, không khí vui như chảy hội. Buổi trưa thường đượm vẻ trầm ngâm, những chàng lính trí thức ưa suy tư, nhớ nhà, lúc này mới có chút. Thời gian để lặng lẽ riêng mình căn nhà tôi ở nằm ngoài rìa làng nhà không có chủ tường vỡ ngói mục bên kia cái ao nhỏ đầy bèo là thửa ruộng mới gặt những gốc giả khô nối nhau chạy tới chân đê trên mặt đê lâu lâu xuất hiện một vài chiếc xe tải chạy gì gì có chiếc xe ca màu xanh chóc lở chở khách chạy qua chạy lại hà nội thanh trì nhìn nó nhớ nhà nhớ các bạn tiểu đội trưởng chữ bảo đừng ngồi một mình chỉ tổ nhớ vợ sinh ra tư tưởng cuộc đời bộ đội thế là bắt đầu từ đây câu chuyện sẽ rông dài nếu kể theo trình tự thời gian thì lan man. Nghĩ đi nghĩ lại tôi quyết định gói các việc vào trong các tiêu đề nhỏ. Mong sao ghi được trung thực những năm tháng mà những người tuổi trẻ thời ấy đã trải qua. Buổi sinh hoạt trung đội đầu tiên, trung đội trưởng cầm cây đèn dầu trên tay, đứng trước hàng lính trẻ, tự giới thiệu. Tôi thì tên là Khiết, như thế là 43 tuổi, có một vợ và bốn con, cả trung đội cười ồ, cháu lớn nhất năm nay 13 tuổi, cháu bé được 6 tuổi. Quê tôi ở Hà Tây. Rồi anh nói về tầm quan trọng của việc xác định tư tưởng riêng trong tâm tư mỗi người, về những gian khổ của đời bộ đội, đặc biệt nhấn mạnh sự đùm bọc nhau trong sinh tử chiến trận. Ánh đèn dầu vàng ủng chập chờn trên gương mặt khắc khổ của người sĩ quan. Giọng anh hơi khàn như được phát ra từ một cái nền đậm đặc những khốc liệt. Hơn ba chục mái đầu xanh ngẩng lên, chăm chú. Sau đó tôi được phân vào tổ ba người gồm anh kế ký sư điện và anh kỳ ở bộ giao thông. Tổ ba người là nhóm sinh hoạt nhỏ nhất trong quân đội, còn gọi là tổ tam tam anh kỳ làm tổ trưởng tính tình anh đầm thắm có niềm thích thú lớn nhất là khuyên nhủ người khác còn đồng chí kế thì sôi sùng sục ăn to nói lớn buổi tối sau khi sinh hoạt trung đội xong kế thường chuồn đi mất tâm, gần sáng mới mò về lẻn vào khe khẽ thầm thì với kỳ con bé tình cảm quá ông ạ mấy thằng bạn cùng trường hay tụ họp trước bữa cơm gặp nhau thấy đỡ trống trải trong đám huân già dặn hơn anh em nó từng đi lính một năm rồi trở về bây giờ tái ngũ. Kinh nghiệm và những tiên đoán về đường đi nước bước mà chàng cựu binh truyền giảng luôn làm bọn lính tò te phải dòng tai lên chăm chú. Sân kho hợp tác xã có cái mái hiên, có hôm trời mưa, sấm dãy đành đạch trên trời, bốn thằng nằm dài dưới hiên nhà, huân lơ mơ ngủ, tôi vỗ nhẹ vào ngực huân, dậy, dậy về nhà, vợ gọi kìa, cả bọn cười ồ, huân chở mình thở dài, người cứ bã ra thế này, rồi ê a, à, nhớ thương không bến bờ, có anh đang đứng chờ giọng nó gà gà y như khi còn là lớp trưởng của chúng tôi ở trường. Các chàng thư sinh phút chốc rơi vào nhớ nhung, có cái gì đó vô hình bất chập phồng lên trong ngực. Nắng vẫn nắng như thế, cây xanh vẫn xào xạc, mái tranh của những ngôi nhà vẫn lìm lịm trong bóng mát. Những thằng bạn quen thuộc từ thủ nhỏ vẫn đang ở gần bên nhau. Mà sao tất cả như là khác lạ, vào bộ đội, bọn học trò đều hiểu đây là cuộc đời rồi. Cuộc đời sinh tử rất cần phải cố gắng, con đường đi đã quá rõ ràng, mà sao lòng vẫn cứ lơ ngơ như là hồi hộp như là chưa định những người bạn mới của tôi ở trung đội đa số là viên chức viên chức thì tự hào về tuổi tác về công việc đã làm và kinh nghiệm sống còn sinh viên thì tự tin vào cái sự nhanh nhạy của tuổi trẻ chúng tôi biết phận mình còn non nướt nên luôn tỏ ra kính nể tôn trọng nhưng những người nhiều tuổi thì ngược lại họ hay chú ý suy xét xem bọn trẻ con này có định chơi trèo không những ngày ở làng khuyến lương với tôi nó làng lạng như chưa có đủ thăng bằng. May mà bạn bè ở trường thường hay lên thăm, chúng đạp xe hơn chục cây số, đem theo nào là trái cây, bánh mì, trà, thuốc lá, căn nhà nhỏ tôi ở, cứ vài ngày lại nêm chật ních người, chật ních yêu thương của tình bạn. Lính tráng nói năng bảo mồm bảo miệng dù mới làm lính chỉ có vài ngày. Học sinh thì nhẹ nhẹ và e, rẻ, đường làng xôn xao, học trò với bộ đội gặp nhau, tiến nhau, cười cười nói nói sau mỗi lần đưa các bạn ra đầu làng rồi trở về tôi thấy mình như là gần gũi với hiện thực hơn một tháng sau có lệnh hành quân đêm ấy lần đầu tiên tôi nhận thấy không khí thực sự của lính những khối người chuyển động lặng lẽ khẩn trương chỉ có một màu đậm sậm trong đêm nặng trịch như tách ra khỏi không gian thực của xóm làng đoàn xe chuyển bánh trong đêm thanh vắng ngày mai dân làng sẽ không khỏi bàng hoàng xóm làng bỗng chốc lại vắng lặng xe phủ bạt bịt bùng hà nội quay về hướng nào tôi không thể định hướng được thôi chào nhé bạn bè và ký ức tuổi thơ a à, trường phổ biến hôm nay đơn vị chuyển đến nơi huấn luyện chính thức ở đâu thì đến nơi sẽ biết không ai nói lời nào lâu sau kế khẽ cất giọng ồ ồ hành quân xa dấu có nhiều gian khổ bao đồng bào đang mắt đỏ chờ ta xe lắc qua lắc lại mọi người cất tiếng hát theo tiếng hát chắc là lan tỏa trên cánh đồng vì gió len vào xe có mùi nồng nồng của gốc giả dạ. Yên thế mùa đông 1971, rất gần rừng nhưng chưa phải là rừng. Trung du, đồi bàng bạc, lạnh ngăn ngắt, những dạng che thanh thoát và những con đường làng quang quẻ. Tiểu đội tôi ở nhà bác tập, cũng là một ngôi nhà chơi vơi ngoài rìa làng. Hôm được phát súng và quân dụng, sau giờ sinh hoạt buổi tối, tôi cùng ba thằng bạn nghiêm, thịnh, túc nai nịt đầy người, xăm soi súng đạn lưỡi lê, rồi lốc xốc kéo nhau lên đồi. Đứa nào cũng thấy mình lớn hẳn lên, đàng hoàng và quan trọng lững thững bước đi theo con đường mòn quanh quanh lưng đồi. Trăng muộn sương mờ làm cho không khí bàng bạc, những thửa ruộng lúa non dưới chân đồi như nín thở. Phút chốc, tôi thấy mình chợt hóa thành chàng lính ngựa lâm oai hùng trong, năm chàng ngựa lâm pháo thủ. Tập tành kỹ chiến thuật không gian nan bằng rèn luyện, tôi sợ nhất việc phải lên rừng lấy củi. Chàng bộ đội thư sinh so vai rụt cổ, bước lập bập mà dè dặt như nâng thúng trứng trên vai. Hai bó củi nặng ịch, đòn gánh là thân cây rừng cứng ngắc, đè nghiến nhức nhối nhiều lần tôi phải thả gánh cùi xuống Ướt nước mắt đứng nhìn con đường rừng cong queo thấy nó xa rằng giặc nhưng rồi cũng lọ mọ tha về đến nơi rồi lại gánh nữa rồi cũng quen đại đội xây dựng nhà bếp nhà ăn nhà kho lính tráng được giao nhiệm vụ đi xin tre của dân tôi đi với anh kế đi với đồng chí này thì rất yên tâm vì anh lém lỉnh và khéo đi qua đồi chui vào làng rồi lại qua đồi vào làng hết làng này qua làng khác Gặp sân kho hợp tác xá, các cô gái yên thế đang làm lúa buông lời cợn nhà. Chúng tôi nhảy vào sân, mỗi thằng sắt một con trâu hì hụi bượt rơm cùng các cô gái. Các bà sợi lời gán cho bộ đội những cô gái xinh nhất. Kế như cá gặp nước, miệng nói như tép nhảy làm cho không khí vui lên tưng bừng. Đến tối, khi trở về, hai thằng đá có hai vác tre của các cô gái làng chặt cho. Bốn cây tre dài lận ngật, đồi sim mờ dưới ánh trăng, suối nhỏ khe khẽ chảy chương trình huấn luyện kín mít cả ngày đêm, chỉ trừ lúc ăn và ngủ. Một tuần lễ thường trôi vèo qua như một cái chớp mắt. Thi thoảng cũng lọt được vài khoảng trống bất ngờ hiếm hoi, như là hôm nay tiểu đội tôi hoàn thành trước thời hạn việc chát cái vách tường nhà kho, được ban chỉ huy đại đội thưởng nghỉ một buổi chiều và một buổi tối. Huân rủ tôi sách cặp đi vẽ, hai thằng hang hái xông ra ruộng lúa, ruộng đang mùa gặt, màu vàng màu nâu nồng nàn, mùi thơm của rơm dạ nồng nàn. Ngồi xẹp trên bờ ruộng, Huân bóp màu da miếng ni lông, mùi sơn dầu sực lên làm cho nhớ ra giết. Huân vừa múa bút vừa sôi nổi truyền thụ cho tôi những quan niệm quan trọng về cuộc sống và nghệ thuật. Chán chê thì chuyển qua đề tài tình yêu, say xưa kể lễ những đoạn yêu đương của nó với nàng Phương, tiếng nói của Huân lúc thì lọt vào tai tôi, lúc lại bay bay vào những lùm tre. Chiều xuống, bên sườn đồi túc, nghiêm đi lội suối về. Hai thằng cười nói bi bô rủ nhau tạt vào nhà các cô giáo làng. Nhật ký ghi sáng ngày 23 tháng 11 năm 1971. Nếu tôi là kẻ đang đi trên con đường đầy gai góc và bụi bặm, sặc sụa nắng hanh, lòng chán ngán vì mệt mỏi. Hay tôi đang dẫn bước trên con đường thẳng xa vô cùng tận, chỉ có những hàng cây và sương mờ xa thấp huyền ảo. Thì tôi vẫn cúi đầu mà đi, mắt như nhắm lại để mà bước. Tôi sẽ cố quên mọi mệt nhọc, cốt sao nuốt hết chặng đường lê thê đầy chán nản. Thế nhưng tôi biết rằng tôi đang đi trên con đường dẫn đến nghệ thuật con đường đẹp như giấc mơ mỗi khi trí óc suy tưởng nhưng lại vô cùng gian nan trong thực tiễn nhiều lúc tôi như bơi giữa mênh mông trong chính cái đầu của tôi con đường tôi đi có khi tắt hút ngơ ngác và bàng hoàng những lúc ấy tôi như kẻ thất trận hoang mang và hoảng sợ nhưng tôi đang đi trên con đường nghệ thuật mà có lẽ vì nó tôi mới phải sinh ra ở trên đời này cho nên tôi phải lấy lại lòng dũng cảm và nhiệt tình không cúi đầu mà đi nhưng cũng không sốt ruột nỗ lực đem trái tim mình soi đường cho bước chân. Giữa cuộc sống, đôi khi con tim bơ vơ không nơi bấu víu. Tôi muốn đem tâm hồn của mình tìm nhập vào mọi người, tìm ở họ những cái gì đẹp tươi ở con người. Nhưng quả thật không thể đem hương hoa mà ôm chàng vào cuộc sống. Tư tưởng như những chàng công tử chơ chén trước những bàn tay lao động sần sùi. Phải hành động, phải lao mình vào, sống với con người bằng tiếng cười câu nói, bằng sự cọ sát của làn da. Hiểu nhau qua mùi mồ hôi cuộc sống của chúng ta không ưa tìm hiểu bằng tia nhìn bằng ý nghĩ xa xôi nó nhún vai và quay lưng lại ngay Vô ghề và khúc khuỷu là những từ ngữ người ta vẫn thường gán cho những con đường đi tới tương lai trong cuộc đời tôi đã từng được nghe không biết bao nhiêu lần nhưng bất cứ cái gì cũng chỉ sâu sắc khi ta đã từng trải qua nó tuổi thanh niên cùng một lúc đi trên muôn nẻo đường vì thế nên nó tiến lên rất ít mà chỉ dàn rộng ra máu nóng sôi trào và lòng tôi mong mỏi nhiều thứ những mạch máu của tâm hồn tôi tuôn xối về khắp các ngả, nhưng cuối cùng thì ngả đường nào tôi cũng cảm thấy thật là xa xôi, và thế là có khi thất vọng. Mark đã từng nói rằng, điềm đạm là mảnh đất tốt nhất cho cây xanh đâm chồi nảy lộc. Quý biết bao nhiêu nếu cùng với nhiệt tình sôi bỏng, chàng thanh niên có thêm một bộ não tỉnh táo và thông minh. Huân loay hoay vay được của thủ trưởng trung đội năm đồng. Sau bữa cơm chiều nó dù tôi với nghiêm, ba thằng cùng hăng hái kéo nhau tiến ra thị trấn Nhã Nam, Trung tâm hành chính của huyện Yên Thế rất nhỏ, chỉ có độc một con đường đất đỏ vắt ngang. Hai bên đường là hai dãy nhà kéo dài suốt dọc thị trấn, phần lớn là nhà lá, chỉ thế thôi nhưng cũng có đủ hàng quán như mọi phố thị, phở, bún, xôi, chè, quán trà Nam Xu. Đêm, phố huyện là phố đèn dầu, ba chàng trai trẻ mặc quân phục xà vào một quán nước vắng nhất để ngay lập tức trở thành nỗi kinh sợ của những chiếc kẹo lạc, kẹo rồi. Một người lính khom khom bước vào, hắn gầy như một con miệng có đôi mắt là sáng và to. Anh chàng chào ba người lính lạ rồi xa xuống ngồi, xương danh nay là sinh viên khoa văn trường đại học tổng hợp, sức khỏe B3 nhưng được nâng lên B2 để chúng tuyển đợt nghĩa vụ này. Chắc tại học văn nên nói nhiều, người lính này nói như súng máy. Hắn đã từng được anh em cõng trong đợt hành quân vừa rồi, nhưng vì thương anh em quá nên đã bỏ xuống, lê đi với một đoạn dây thường buộc ngang hông cho đồng đội dắt. Huân bắt chuyện với nhà văn, còn tôi và Nghiêm ngồi chăm chú thưởng ngọ ẩn vị trà và khói thuốc bà chủ quán phe phẩy cái quạt nan, chừng cũng thích thú câu chuyện sôi nổi của hai người lính trẻ. Rồi cũng đến lúc phải ra về, Huân trả tiền luôn cho anh bạn lính. Hắn nói, nói thật, hôm hành quân, nếu là các ông đại đội khiêng tôi thì cũng được thôi. Nhưng anh em mình thì tôi không nỡ, đường về xa và tối hơn đường đi, có một chiếc xe bò lạo xạo lăn trên đường, một chàng trai sách cái đèn báo đi trước mũi bò và một chàng trai khác ngất nghèo ngồi ở đầu xe. Huân khoát tay rồi lặng lặng bám vào đít xe đu lên, rồi đến tôi, rồi đến nghiêm. Chiếc xe khẽ dành nghiêng, hai chàng xã ít không hề hay biết, vẫn bi bô nói chuyện với nhau. Ánh đèn báo lia trên mặt đường đỏ, nó hắt xuống ruộng lúa những bóng dài loằng ngoằng của thân cây bạch đàn. Đột nhiên anh chàng đi trước dơ cao cây đèn lên quá đầu. Này các ông bạn vàng, sao lại nhảy lên xe thế? Khi phát hiện chúng tôi là lính, anh ta nói to lên như vậy. Ba chàng lính cười rộ, thế là xong xe lại dập dành lăn bánh. Chúng tôi ngả nghiêng trên xe, lắc lư hát những bài hát buồn. Đêm thanh vắng, ánh đèn mờ, không gian xa xăm, tôi tưởng như mình là người lính Bolshevik trong thời chống quân bạch vệ đầy bụi lửa của nước Nga, trong những trang tiểu thuyết ngày nào. Đến khúc, đường rẽ, lính nhảy xuống chào tạm biệt trai làng, đi qua một sân kho nằm tranh vênh trên sườn đồi, nghe có tiếng hát trong vắt vẳng ra, huân hăng hái kéo cả bọn lên văn nghệ cho vui. Ba chàng trai bước vào nhà kho, giật mình vì ở đó chỉ có hai cô gái. Một ngọn đèn dầu và một manh chiếu cùng những đống lúa mới gặt. Đưa đẩy tán tỉnh một hồi, huân ê a hát tặng các cô thôn nữ chiều về trên bản mèo, mùi cơm nếp thơm. Tiếng đàn môi còn vấn vương trên lưng đèo, hai cô gái cất tiếng ngân nga cùng bộ đội. Hát mãi cho đến khi thấy như đã khuya quá rồi, đành phải chia tay. Hai cô thôn nữ cầm đèn dầu soi đường, đưa chúng tôi xuống dốc. Trời bỗng lột độc mưa, những hạt nước mưa trái mùa ba thằng tăng tốc độ đi nhanh như chạy, giữa đường gặp một đôi trai gái đội chung ni lông rút ra rút xích. Khi chúng tôi vượt qua, nghe cô bạn nói với người yêu, bộ đội khổ thật anh nhỉ. Mùa này trung du lạnh lắm, ban ngày nắng hanh xe khô, đêm xuống thì xương giá buốt thấu xương, những ca gác đêm, tôi thường tự động rời vị trí đứng gác vào một đống rơm bên đường, vùi mình vào ổ rơm ấm nồng thì làm sao mà thức được, bị phạt liên tục. Trở thành lính từng ngày từng ngày trên thao trường đã không còn thoang thoảng mùi nước hoa của các chàng công tử từ nước ngoài về tiếng gọi đồng chí trở nên rất tự nhiên trong các cuộc họp lăn lê bọt toài người cứng cáp quần áo sần cũ đoàn quân công chức ở khuyến lương ngày nào giờ như đã nhúng qua một lần nước thép tiểu đội tôi được chọn thay mặt cho trung đội tham gia đợt bắn súng thí điểm của tiểu đoàn đây là lần đầu tiên bắn đạn thật của lính mới sáng tinh mơ cả tiểu đội nối nhau đi mung lung giữa đồi núi Chính trị viên phó đại đội khoác cái đài nhựa to tướng đi giữa đội hình. Giọng ca ra diết của Tuyết Thanh, Thúy Hà, tiếng hát ấm áp của quốc hương vương vương trên lưng của đoàn người đi trong mưa phùn. Lính tráng mỗi người một khẩu AK mới cứng đeo lộn ngược bán lên trên. Đại đội trưởng đi đầu hàng quân, đít lùng lẳng khẩu súng ngắn, tay thì vung vẩy chiếc gậy che nhỏ. Trường bắn đạn thật nằm bên con đường đất đỏ, con đường leo vu vơ giữa vùng đồi vắng nên ít có người qua lại. Những tấm bia màu xanh đã được cắm sẵn ở lưng đồi. Lúc này trời đã sáng gió, gió heo heo thổi, lạnh so vai. Các sĩ quan mặc áo mưa màu cứt ngựa còn lính thì trùm ni lông màu xanh. Nhiều tiểu đội bắn thì điểm của các đại đội khác cũng đang lục tục tề tựu. Buổi sáng các thủ trưởng bắn thử để chọn súng. Lính tráng kéo nhau vào căn nhà nhỏ của đội kiểm lâm nấu cơm trưa. Căn nhà này không người ở đã lâu, nằm trơ vơ giữa nương sắn. Tôi xào ruốc cá, khói thơm sực lên mờ cả mắt. Minh, Phớ, Túc, Nghiêm loay hoay rúi vài củ sắn tươi vào bếp lửa rồi bó gối ngồi dì dầm tán chuyện. Chiều, chúng tôi bắt đầu vào cuộc. Tiểu đội tôi bắn ở bia số 2. Lê Duy Ứng là người đầu tiên lên bể. Anh em mong cho đầu xuôi để cho đuôi được lọt nên tiến, người dục lên tuyến bắn rất trịnh trọng. Nhưng chỉ có một điểm tám chống trơn và một câu hô gọn lọn, đằng sau quay. Ứng buồn, lùi thùi quay về. Mai Châu 27 điểm, tiếng vỗ tay rào rào. Tiếp tục lên bia số 7 bắn găm phát đầu xịt, đạn không nổ. Châu thay băng đạn rồi lấy cò, nòng súng giật ngược lên trời, ba cái vỏ đạn văng ra với một làn khói mỏng, trượt hết. Đến lượt tích minh, nó bước đi hơi vội, hai cái vai ngang ngang xoay qua xoay lại, thế nhưng kết quả lại khả quan, 25 điểm và hai phát bắn găm trúng bia số 7. Tôi ghi được 22 điểm, bia số 7 thì trúng một. Được cái là điểm xả rất gãy gọn, người trung đội phó dẫn bắn đi sát bên tôi cứ nói lại nhảy, tôi chẳng biết anh ta nói gì khi tôi bắn xong thấy anh phẩy mạnh tay vẻ thất vọng chiều tối đoàn quân trở về hàng người choàng vải nhựa xanh lại nối nhau xuyên qua rừng rẻ rồi loằng ngoằng đi theo bờ ruộng lúa mưa phùn vẫn lất phất rơi sau đó là những ngày tập ném lựu đạn thủ pháo và đánh bộc phá tiếng y ùng âm âm trong lòng những quả núi ướt đẫm hơi sương rồi đến bài tập nhảy xe tăng nhảy lên nhảy xuống chiếc xe tăng bằng đất trong bụng vẫn biết mai này cái mà mình nhảy lên sẽ không hiền lành như thế nhưng lúc này thì thích thú như trẻ con chơi trò trận giả. Đại đội tôi có đội bóng khá mạnh, thắng tất cả nhưng luôn thua đội của C-18, một đội bóng gồm toàn công nhân nhập ngũ, đá rất châu bò, có đường nét chiến thuật khá bài bản. Chúng tôi thường nuôi trí phục thù cho những trận thua trước. Nhưng trận đấu nào cũng có những trận thua trước, nên trận gặp C-18 thường rất gay cấn và hấp dẫn. Có một ngày chúng tôi bất ngờ giành được chiến thắng. Hôm ấy trời đẹp, là ngày Chủ nhật, người nhà của bộ đội lên thăm rất đông phố nhã nam như mặc áo mới sân bóng đá bên đường cái lớn nhộn nhịp tưng bừng khán giả đông làm cho các cầu thủ hăng hái như được uống thuốc kích thích tôi đá trung phong góp cho đội nhà một bàn thắng quan trọng tuy nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và có kỹ thuật lắt léo nên tôi thường gây được bất ngờ đội trưởng hưng người tây phấn chấn vì chiến thắng mang tính lịch sử này anh kéo cả đội bóng vào cửa hàng ăn quốc doanh người tây chạy lăng xăng qua lại trong bếp như là trong nhà mình. Lát sau chúng tôi được hết một bữa thịt bò bít tết, Tìm cận bò xào và bia. Một bữa đại tiệc ra trò, Hưng có tên là Người Tây, vì anh học ở nước ngoài về, khi mới nhập ngũ người anh luôn thường trực mùi nước hoa. Anh có cặp mắt ngây thơ, cái miệng hơi móm, sống mũi cao thanh thoát. Đã 29 tuổi, chưa vào đoàn, người thanh niên già đang cật lực phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ tiên phong vào dịp tới. Ngôi nhà tôi ở Nhã Nam nằm tách biệt khỏi làng, giống như căn nhà ở khuyến lương hồi mới nhập ngũ. Những sớm mùa đông rét mướt, nó im lìm dưới ánh trăng muộn, trông phảng phất như là cổ tích. Bác tập dành toàn bộ ba gian nhà cho lính, gia đình bác ở dồn cả vào căn nhỏ bên bếp. Ngôi nhà xây bằng đá ong xù xì, cửa ra vào không có cánh, chỉ có một tấm phên tre dựng nghiêng. Sân đất rộng, một giếng nước trong, một cái vải sành hơi méo và một cây bưởi đang kỳ ra hoa thơm ngát thi thoảng bác gái luộc cho anh em tiểu đội một giá sắn, sai bé út còn bưng sang. Nó đặt nhanh cái giá ngút khói xuống vệ cửa rồi ù chạy lên nhà. Bác gái ngồi dưới bếp nói vọng ra, sắn nhà mới đào đấy, các chú ăn đi cho nóng. Kế mau miệng, vừa ăn vừa nói vọng lên, hỏi hỏi han han đủ chuyện. Buổi tối, ngôi nhà leo lét ánh đèn dầu vang vang tiếng hát của lính. Đồng ca, đơn ca, rồi kể chuyện tiếu lâm cười chảy nước mắt. Qua đất trung du xanh màu lá biếc, quê hương anh đó tím đỏ đổi sim. Những người nông dân lưng áo bạc nắng trên đồng, những cô gái quê lam làm, gặp lính thì cười, chọc ghẹo thì đối đáp chan chát chẳng hề kém cạnh. Làng xóm quanh quẻ trong giá rét mùa đông, đang ấp ủ cả một sư đoàn lính chiến. Thật sự là chuyển quân rồi, chiến sự ngoài chiến trường đang sôi sục, sư đoàn huấn luyện của chúng tôi đã phiên chế thành sư đoàn tác chiến. Không khí như căng lên, khẩn trương từng giờ, lại ra đi vào ban đêm nhưng lần này là đi bộ. Tiến chúng tôi trên sân nhà bác tập có thêm cô giáo làng và vài người hàng xóm. Đã kịp có những gói xôi lạc cho mũi lính. Mùi hoa bưởi đêm đông không thể nào quên. Yên thế hun đúc nên chúng tôi, núi đồi hùng thiêng. Chúng tôi là người Việt, che xanh này, đất nâu này, hương vị mộc mạc mà thân thiết biết bao nhiêu. Mở sáng, đoàn quân ngang qua phố Nhã Nam. Thôi chào phố nhỏ xinh tươi. Ta đi trong tiếng gió cười xôn xao. Ta đi đây nhé, thôi chào đừng nhìn ta nữa lao sao cây rừng. Bộ đội đã khác trước nhiều, quân phục bạc phách, da nâu, bước đi rắn giỏi. Tôi đau chân từ mấy hôm trước, không muốn cho mọi người biết nên cố bước đi, cho thật bình thường, thế mà lại hóa hay, đi một lúc, quen dần, rồi hết. Buổi trưa, không khí hanh khô sấy con đường nồng lên, bụi mù mịt. Đội hình bắt đầu loạc trọc, tôi khiêng nồi quân dụng đi phía trước trung đội, cúi đầu mà đi, con đường như bị tôi đạp lùi lại phía sau. 2 giờ chiều, đoàn quân tiến vào thị trấn Việt Yên. Ném ít cái ba lô và hai bao gạo xuống mặt đường, ngồi thở một lúc tôi mới từ từ nhận ra con đường quen. Đây là đường thắng sen hồ, con đường tôi đã từng đẩy xe bò đi lấy gạo hồi trường Mỹ thuật đắp đê chống lụt ở vùng này. Lại là những kỷ niệm, tối, bốn lính ngủ một nhà, dân dành cho bộ đội chỗ nằm tốt nhất trong những căn nhà hầu như trống trơn của họ. Bốn thằng lăn ra phản gỗ, toàn thân đau nhức, vai như mưng mủ tôi nằm mê đi tối hôm ấy không biết gia đình chủ nhà có ngủ nổi không bởi bọn lính trẻ chúng tôi ngáy dữ lắm sáng sớm mờ sương lại lên đường một chặng nghỉ tại cái sân rất rộng của nhà máy thuốc lá bắc sơn công nhân tiếp bộ đội bằng những bát nước chè xanh thuốc lá và những nụ cười hiền hòa cảm thông một chặng nghỉ ở giữa làng cổ mễ nước lụt vừa mới rút ra khỏi làng cây cối chết hết ngồi trong làng nhìn thông suốt hết cả cánh đồng ruộng bạch bạc không một thoáng màu xanh vài khóm che khô vài cây xoan trụi lá ngơ ngẩn ngày thứ ba hành quân trên bờ ruộng đoàn quân chui qua những xóm nhỏ rồi đi theo những bờ đất loằng ngoằng đi mãi đi mãi như là không bờ không bến ngày thứ tư nắng xối xuống ba ngày đi đã thấm mệt nắng như những cú đấm quyết liệt muốn đo ván chúng tôi hết bờ ruộng lại leo lên những quả núi đất những quả núi rơi xuống giữa cánh đồng đất núi cằn khô cỏ không mọc được nắng nóng dần dần đoàn người rời rạc chuyển động nhích lên như là bò giữa sa mạc. Toàn bộ sức lực của tôi như đang níu vào một vật mong manh, sắp đứt. Đoàn người lết thách rồi cũng lê về đến điểm tập kết cuối cùng, ở bên kia dãy núi dài thôn châu cầu, quế võ. Ngay ngày hôm sau, bắt đầu một cuộc phân ly lớn. Nghiêm được phân về trinh sát, Mai Châu 12 ly 7, tích minh cối 60, ứng lên ban tuyên huấn trung đoàn, huân, túc, háo về bộ binh, mọi người nhận phân công, ngay lập tức ra đi tôi và Thịnh được phân về tiểu đoàn thông tin, chia tay từng người bình dịn, nghĩ sẽ được vào chiến trường ở cùng một tiểu đội, không ngờ chia tay nhau sớm quá. Về thông tin với chúng tôi còn có bốn anh chàng công nhân bưu điện Hà Nội, những người hào hoa vui tính. Tốp lính theo nhau léo ngéo đi ngược trở về con đường lên Nhã Nam hôm trước. Con đường 18 hôm nay gió lộng lên ào ào như roi quất. Anh Điển là trung đội trưởng thông tin của tôi, một người nhỏ bé chắc địch, lưng hơi gù, mặt rỗ hoa, đứng thì hay quay qua quay lại, đi thì xài bước rất dài, rất nhanh. Quê anh ở Thái Bình, vào lính đã 9 năm, quân hàm thượng sĩ. Tôi ở cạnh nhà bê trưởng, hai nhà giáp sân nhau. Thỉnh thoảng, sau khi sinh hoạt buổi tối, anh sai liên lạc gọi tôi sang uống nước chè xanh, ngồi hàn huyên dăm ba câu chuyện. Tôi thường được điều lên làm bích báo cho trung đội, cho đại đội rồi cho tiểu đoàn nên đỡ vất vả hơn anh em, nhưng buồn, chưa bao giờ buồn như những ngày này. Buồn ngập lên, người trống rỗng ngày đông lạnh lẽo, lính tráng ra thao trường hết làm cho làng xóm vắng tanh. Một nỗi nhớ mung lung không có hình hài cứ cuộn lên, từng hồi. Nhật ký gì, ngày 12 tháng 12 năm 1971. Nhớ những người lính quá, ba tháng huấn luyện ấy sao mà đậm đà đến thế. Những ngày này buồn khủng khiếp, học hành nhàn hạ quá. Tôi chỉ nghe và nhìn một lần là làm tốt ngay. Chính thời gian thừa đã giết chết tôi, nỗi nhớ nhà, nhớ trường, nhớ các bạn và nhớ đồng đội cũ sự thất vọng về nghề mới tôi hy vọng được vào lính dù nghe anh khiết bê trưởng nói ta mới thành lập binh chủng này rốt cuộc lại là lính thông tin hữu tuyến thằng sinh ở cùng nhà với tôi đi công tác rồi nó hay nói hay cười tính tình nhanh nhẩu mấy ngày này cu cậu cũng buồn tôi hay bắt gặp sinh nằm chống cằm nhìn ra sân mặt bổn rười rượi thấy tôi mắt nó chớp chớp nói cứ chiều về mặt trời lại tà tà lặn xuống lại làm chết người nhớ nhà không chịu được Quê nó ở Vĩnh Phú, Giáp Chèm. Nó hay thổ rau qua phà chèm về bán ở Hà Nội, ở chợ Bắc qua hay chợ Bưởi. Còn lại một mình càng buồn tê tái. Tôi vẽ chân dung bác Hồ bằng thuốc nước thật to treo ở gần đầu giường. Ôi giá như có một người quen nào đó ngày xưa đến chơi nhỉ. Bây giờ tôi chỉ ước ao có vậy. Tôi thuyết phục được thủ trưởng tiểu đoàn điều thịnh lên cùng làm bích báo. Hai thằng hí húi bỏ ra nền nhà vẽ, viết, làm việc rất hăng say, nhưng hễ ngó nghiêng thấy cán bộ đi vắng là lập tức bùng ra điếm tổng uống trà. Đi men theo con ngòi lớn, có vài cái vó bè lặng lẽ trên mặt nước, rất nhiều chim sẻ nâu bay chiếu chít. Cái quán mái già có chiếc trống che ọp ẹp, trên mặt trống bầy hai nải chuối tiêu, một giá cam sành, vài khúc mía và hai hú thủy tinh đựng kẹo lạc kẹo vừng. Thuốc lá được cụ chủ quán gói trong bao vải nhựa, mỗi lần lấy thuốc, bà cụ mở ra, gói vào rất cẩn thận. Thỉnh thoảng hai thằng phải ghi sổ nợ vì thiếu tiền. Tôi hỏi cụ, cụ không sợ bọn con không trả tiền à? Bộ đội là được rồi, bà nhìn mặt chứ cháu trông mặt đặt tên. Ký sổ nhiều không biết làm sao thanh toán, túng quá hóa liều. Tôi nghĩ ra mẹo vay tiền của chính trị viên tiểu đoàn, lý do là mua tem gửi thư cho bạn bè. Nhưng anh lại sốt sắng tặng tôi cả một sấp sáu con tem thơm phức. Hồi này bầu trời Hà Bắc thường y âm tiếng máy bay phản lực của Mỹ. Chúng bắn phá khắp nơi, nhà máy phân đạm liên tục bị dội bom hai ống khói cao nghẹo vẫn đứng đó vẫn tỏa khói hàng ngày tiếng pháo cao xạ thường rền rền ở phía cầu bắc giang và phía sân bay đa phúc cuộc sống cứ điềm đạm trôi một tối bác chủ nhà đi cầy về dắt trâu đi ngang qua sân nói các chú có nghe tin chiến trường không thắng lớn lắm nó đánh ngoài này càng nhiều có nghĩa là trong kia nó thua nhiều nhanh chân không thì vào đến nơi chỉ nhặt ống bơ thôi đấy hội mẹ chiến sĩ hội phụ nữ hội thanh niên liên tục vận động ủy lão bộ đội. Bữa ăn của lính thường có thêm trái cây, những buổi giao lưu văn nghệ vui vẻ đầm ấm. Những ngày này trời chờ gió nồm, gió ùa vào làng ôm hôn những bụi tre, những đống dạ, mái nhà. Đất trung du say say trong gió mới. Một chiều, để kỷ niệm sự kết thúc của năm 1971. Đồng mạnh mức, anh bạn cùng nhập ngũ mời tôi và Tân, cũng là lính nhập ngũ ngày 6 tháng 9, sang uống trà bàn trà là tấm chiếu đặt xẹp trên nền sân gạch ba chiến sĩ ngồi ôn lại kỷ niệm đời lính dù chỉ là mấy tháng mà sao thấy bồi hồi chuyện trò chán dối thì hát tôi ngả lưng xuống chiếu tân và mức ngồi bó gối gân cổ ca nhạc vàng giọng mức trong nhưng giật cục còn tân thì rền gì kiểu vọng cổ tôi nghe thỉnh thoảng nấc cười vì giọng ca khôi hài của hai chàng ca sĩ giờ đây tôi biết em đang mê say chiều hoa lệ thành đô vòng tay ngà đua nở dìu em vào giấc ngủ Nhật ký ghi, ngày 30 tháng 12 năm 1971. Thế là chỉ còn một ngày nữa là hết năm 1971. Lẽ ra tôi sẽ bước sang một năm mới lịch sử, năm làm bài tốt nghiệp và chấm dứt cuộc đời học sinh chuyên nghiệp của tôi. Năm 1972 tôi sẽ bước vào cuộc sống mới của người cán bộ. Thế nhưng mọi sự đã thay đổi hoàn toàn, tôi đón năm mới với nỗi sao xuyến, hồi hộp. Năm 1972, những gì đang chờ đợi người lính đây? tôi mong sẽ được vào chiến trường, nơi sôi sục những hoạt động anh hùng, nơi chan chứa tình yêu chân thành và sự lớn lên của tư tưởng. 1972, tôi đưa tay lên vành mũ sao vàng chào năm mới. Cái Tết đầu tiên của đời lính chào đón tôi, tôi nhìn vào năm mới, thấy nó đầy nội dung và rõ rệt những gồ ghề chắc trở. Tôi nhìn không phải với con mắt sinh viên nữa rồi. Con đường đỏ dài tít tắp của cuộc đời trải ra trước mặt tôi từ ngày mồng 1 tháng 1 năm 1972 tôi đi ra khỏi quán rừng xanh, bắt đầu đặt chân lên đó. Rồi những năm tháng khác nữa, trọn vẹn và khắc khổ sẽ trải tiếp theo, dài mãi. Tôi nheo mắt nhìn con đường và mỉm cười bước đi, đơn giản nhỉ, không đâu, tôi biết, nhưng chỉ nên tiến lên bằng một tấm lòng thanh thản. Tết nhâm tý năm 1972, đơn vị tôi ăn Tết với dân thôn Khê Thượng. Sau Tết chúng tôi đi dã ngoại, đi bộ ba ngày, vừa đến nơi là xoay trần đào công sự rồi khẩn trương dựng những túp lều ni lông dưới thân cây bạch đàn. Loay hoay trang trí thêm cho, căn nhà, vừa xong thì có lệnh dỡ lều, hành quân. Nhóm một cái, tất cả lại nằm gọn trong ba lô con cóc. 19 người được chỉ định trở lại khê thượng, 9 giờ tối, đêm hành quân thứ ba, chúng tôi về đến điếm tổng. Cả đoàn lăn ra đường nhựa, những quán bên đường đã tắt đèn, lính đập cửa quán bà đôn, gọi ỏm tỏi. Mẹ ơi, dạy cho chúng con uống nước với nào. Hôm nay mẹ nghỉ sớm thế, cái quán nhỏ quen thuộc lại sáng đèn. Hôm sau, chiếc xe tải đưa chúng tôi đi suốt về Chí Linh. Vùng núi Chí Linh hẻo lánh, lác đác có vài xóm nhỏ của người Hoa. Núi ướn ngược, trùng điệp tràn về phía Quảng Ninh, mưa phùn lất phất, những ruộng mía màu vàng bao quanh xóm nhỏ. Bộ đội tiến vào, chó sủa inh ỏi, chúng ngạc nhiên hơn là tức giận. Chúng tôi đặt tổng đài tại căn nhà trẻ bỏ hoang trên sườn đồi. Chủ nhà là những chú dẹp và bỏ mát hết sức hiếu khách. Tối đến, không thể ngủ trong nhà được, anh em bèn kéo nhau ra sườn đồi bên xóm, căng ni lông lên làm lán ngủ. Gió núi được dịp tỏ lòng hiếu khách, lạnh thấu xương, tôi ra công hỏi tìm bọn Huân, Túc, Minh, Châu, nghiêm mà không có manh mối. Biết chúng nó chỉ loanh quanh ở mấy cái sườn núi này thôi. Tôi muốn hét vang lên giữa lòng núi, Huân ơi, Túc ơi. Tao ở đây, chúng mày đâu rồi? Nhưng không thể, mấy ngày diễn tập, lòng tôi không hết bồn chồn, không gian bó buộc của quân ngũ chắc phải mất nhiều thời gian mới làm cho lính trẻ nguôi ngoai được với giao cảm đời thường. Buồn nhớ hay ập đến bất thình lình, làm cho thẳng thốt. Một ngày bọn bạn tôi kéo nhau lên chơi, từ Hà Nội lên đây phải đạp xe gần 50 cây số, mà chúng còn đèo theo cả Phúc. thằng Phúc bị teo hai chân từ nhỏ, lưng có hai cục gù lớn, nó ngồi sau xe thì nặng chịch như một cái bao đất. Phúc là tấm gương sống của bọn trẻ chúng tôi, nó giàu nghị lực, thông minh và đặc biệt tốt bụng. Có mức, Tân hai chàng lính biêu điện cùng tôi và Thịnh tiếp khách. Có rượu, thuốc lá và nhiều thứ đồ ăn được cõng từ Hà Nội lên. Súng nhau ẩn tù tì, bầu ra một người điếu đóm và một người chuyên rót nước. Thạnh chúng chân tiêm thuốc, còn Phúc thì phải rót trà. Phúc, dũng vẫn như xưa, Thạnh đen hơn nhưng ít trứng cá hơn. Riêng Chi, Thìn Thì lớn bổng. Tối, năm thằng khoác vai nhau đi mua thuốc lá. Trăng sáng, đồi bạch đàn với con đường đất lở mở giống y như nơi sơ tán của chúng tôi ngày nào. Thế mà bây giờ, tất cả đều đã lớn lộc ngộc. Sáng hôm sau, kéo nhau sang sân nhà mức đá một trận bóng vôn tôm. Rồi bày đồ ra ăn uống. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Tiến các bạn ở đầu làng. Những người áo xanh đứng chừng lại. Những chiếc xe đạp lăn bánh. Thằng Phúc ngồi sau xe đưa cánh tay dài như tay vượn lên quá đầu vẫy mãi, cho đến khi đoàn xe khuất dưới chân đồi. Đêm, báo động toàn đơn vị. Sân kho thôn ba làng lịch kịch tiếng chuyển động của quân dụng và bước chân người rất ít lời, im lặng bao trùm. Đại đội trưởng Khan đi qua đi lại chờ đợi bộ đội tập trung. Các trung đội lục tục tập kết vào vị trí. Mọi người đều biết là bắt đầu rồi, không còn tí toáy đùa giỡn như những lần diễn tập nữa. Tôi dướn cổ nhìn sang B4 tìm thịnh, thấy nó đứng thẳng, im phắc. Cũng trên cái sân này, tuần trước tôi và nó cùng bị gọi lên đứng nghiêm trước toàn đại đội, nghe chính trị viên đọc quyết định kỷ luật vì tội trốn về Hà Nội 3 ngày. Kỷ luật treo quân hàm, không phong binh nhất. Thế là giờ đây, giữa hơn 100 binh nhất, còn sót lại hai tên binh nhì. Mặt đất rùng rùng chuyển động, từ trong những khóm tre làng đen sậm, những đoàn người lặng lẽ tỏa ra rồi nhập vào nhau, tiến về phía nhà ga Bắc Giang. Toàn sư đoàn di chuyển bằng tàu hỏa, Trung Du lùi lại, ruộng đồng và xóm làng đang say sưa ngủ. Mưa rào đưa tiến chúng tôi, tôi nhận ra đây là trận mưa rào đầu tiên của mùa hè. Chuyến tàu quân sự xuất phát từ ga Bắc Giang đưa đoàn con trẻ vùn vụt lao vào phương Nam thôi nhé, chào Bắc Giang, thành phố hoa lệ của bé thỏ. Chào thủ đô, cây số 4 của bà bô quán trà, chúng tôi đi đánh giặc đây. Mãi mãi không bao giờ quên những ngày tháng mà điếm tổng và Bắc Giang niềm nở, nhiệt tình tiếp đón chúng tôi. Đoàn tàu lao trong gió, lính thỏ đầu ra ngoài ngắm phong cảnh, những cái mặt trẻ măng, gió lật tung tóc trông lại càng trẻ. Dân hai bên đường tàu đưa tay vẫy đoàn quân, có bà mẹ mái tóc bạc phơ, bỏ cuốc, đưa cả hai tay lên vẫy chúng tôi. Tôi bỗng ứa nước mắt, cả người thấy rung lên và đau nhói. Tất cả tâm hồn và tình cảm của dân tộc mình dồn trong cái vẫy tay ấy của mẹ, vừa thiết tha vừa hào hùng biết bao. Đoàn tàu lao vào phương Nam thật là hùng dũng và khí thế. Chúng tôi vừa lưu luyến vừa tự hào, qua cầu Long Biên, đoàn tàu từ từ trôi vào giữa phố phường Hà Nội. Thư trên tàu bay xuống mặt đường như những cánh bướm, ai cũng ném thư xuống, những người ở Hà Nội cũng như những người không ở Hà Nội tất cả các phong bì đều không có tem đều có cùng một dòng chữ viết vội nhờ truyền giúp cho bộ đội cám ơn rất nhiều nhà tích minh ở đường ngô sĩ liên ngay phía sau ga hàng cỏ còn trường mỹ thuật của chúng tôi thì ở phía trước nhà ga chỉ cách một con đường khi còn học ở trường tiếng còi tàu gióng giết là thứ âm thanh quen thuộc bây giờ có ai kịp nhận được thư của chúng tôi không có ai nghe tiếng còi tàu hôm nay mà thấy nôn nao khác thường không con tàu dừng lại trên sân ga hàng cỏ cả một đoàn tàu dài buồn chồn nhưng sân ga vẫn tĩnh mịch như không hồi lâu con tàu dùng mình rồi từ từ lăn bánh thì bỗng vàng lên tiếng gọi thất thanh giọng người lướt trên tiếng phì phò của cái đầu máy giả cả toa tàu đều như giận mình im phắc lắng tai tôi nghe rõ tiếng gọi tín ơi thịnh ơi minh ơi châu ơi tôi trồm tới kéo giật cánh cửa xếp lên dướn người nhìn thằng hưng vừa chạy theo đoàn tàu vừa gọi mặt nó hớt hải như người bị lạc phía sau hưng lúc khóc một đám trai gái chạy theo. Tôi hét lên, thấy tôi, hưng mừng rỡ, nó tăng tốc dướn đuổi theo cái cửa sổ toa tàu đang ngày một trôi nhanh hơn. Không theo kịp, hưng vung tay ném vào cửa sổ ở đầu toa một gói nhỏ rồi đứng sựng, hai tay đưa thẳng lên đầu lắc qua lắc lại. Những cánh cửa sổ bật mở, túc, rồi trâu, rồi tích minh dướn cả nửa người ra ngoài trời vẫy vẫy những người trên sân ga. Tôi thoáng nhận ra Hoàng Yến, chị của tích minh và vài người ở lớp túc. Con tàu ngoặt nhanh, sân ga vụt khuất chính trị viên bảo đồng chí tín kéo cửa xuống nào đại trưởng khàn ở cuối toa cất tiếng chúng độc đắc đấy nhé khao thuốc anh em đi chứ rồi đưa cho tôi hai gói thuốc lá sông cầu của hưng vừa ném lên chia thuốc cho cả toa tàu khói thuốc phút chốc mịt mù làm cay xè mắt lính tàu chạy qua ga giáp bát thấy có hố bom và mùi tanh khét của thuốc nổ nồng nồng gương mặt chiến tranh bắt đầu hiện hình đêm đi ngày nghỉ để tránh máy bay địch Hai ngày sau, tiến vào đất Thanh Hóa, từ đây, đoàn người màu xanh chuyển qua phương tiện ô tô. Đường sắt đã bị bom đập nát hết rồi, đoàn xe đen thui ù ù lao trong đêm tối. Gió miền Trung có vẻ không dịu dàng, qua một đêm, lọt vào giữa lòng Hà Tĩnh. Xuống xe, đi bộ, đi bộ theo đường 22 về phía tây, con đường đất dẫn lên huyện miền núi Kỳ Anh. Bình minh từ từ chảy trên những quả đồi, lướt nhẹ qua những bụi cây lúc xúp những khóm cọ xòe lá lên xuống nhịp nhàng theo những triền đất đỏ. Suối trong vắt, đoàn người lội qua suối, dòng nước mát lạnh làm cho tỉnh ngủ. Xã Kỳ Lâm là nơi sư đoàn 3, 2, năm dừng lại trên đường hành quân. Kỳ Lâm hẻo lánh và nghèo, còn nghèo hơn yên thế nữa. Dân sống thưa thớt, những cụm làng dài xa nhau gập gành trên những triền đồi cao. Cây chè xanh rất nhiều, trùng điệp ngương chè, trùng điệp vắng lặng, đặt ba lô xuống, lập tức giải dây. Mạng điện thoại của một sư đoàn chẳng chịt và rộng lớn. Tiểu đoàn thông tin sư đoàn phải nối liền thông tin liên lạc giữa các cơ quan trong bộ tư lệnh sư, liên lạc của cơ quan bộ tư lệnh với các tiểu đoàn trực thuộc và với các trung đoàn. Những đơn vị này thường đóng cách nhau hàng chục cây số. Đại đội hữu tuyến khoảng 60 người phải bảo đảm hơn 100 km đường dây thông tin. Cõng dây trên vai, giải dây, bảo vệ liên lạc và thu dây để di chuyển sang nơi đóng quân mới có lúc vừa giải xong đã phải thu lại ngay để cấp tốc lên đường giải dây theo tổ ba người một người gánh một người ra dây từ cái sừng bò một người cầm đầu dây chạy lên phía trước băng qua mọi địa hình khi thì giải trên mặt đất khi thì treo trên các cành cây cứ vài cây số thì quay máy gọi về tổng đài để xem đoạn vừa giải dây có an toàn không xong việc người mệt nhoài nhưng nhẹ nhõm những chặng đường trở về phong cảnh như là thần thoại tiểu đội tôi được phân công giải và bảo vệ đường dây xuống trung đoàn 101. Anh tá tiểu đội phó cùng tôi và sồi phải vật vã chọn một ngày mới băng qua được ngọn núi cả cưỡng cao chót vót chắn ngang đường, sáu người còn lại ở nhà đào hầm tổng đài. Bắt đầu những ngày trực tổng đài và bảo vệ đường dây giữa cái vắng lặng hưu hắt của miền Tây Hà Tĩnh. Quách trọng tá là tiểu đội phó của tôi, anh người thanh hóa, hơn tôi vài tuổi, đã có vợ nên rất chững chạc. Thân hình tá to lớn, sức lực như bò mộng, tôi đứng cạnh anh, bé tẹo. Tá rất hay gọi tôi đi nối dây cùng anh, có lẽ vì tôi là người ít phản ứng với anh nhất trong tiểu đội. Một lần, hai thằng lạc gần trọn đêm trong lòng núi cả cưỡng. Gai góc cào móc sách tay rách mặt, ngửa cổ nhìn theo ánh đèn pin chấp chới trong rừng lá dối bời, lần theo đường dây từng mét một. Rốt cuộc, dây đứt tít tận trên đỉnh núi, nối được liên lạc rồi, ngồi xếp giữa rừng, thở, hút điếu thuốc, hơi thuốc lá thân mật vô cùng mưa rắc lây phây trên đường về đi ngang qua chỗ chôn ba chàng lính pháo binh mới chết tôi gọi dậy đi các đồng chí ơi dậy đi kẻo mưa rồi kìa đêm rung rung cây rừng lào xào bàn tán tá lẩm nhẩm hát có lẽ cả tiểu đội chưa ai nghe tá hát chỉ tôi từng nghe tá hát khó khăn nên thường ê a rất nhỏ vào lúc vắng vẻ nhất tiếng hát trong đêm dù nhỏ cũng lộ rõ âm tiết dị biệt rất riêng của người hát tôi không quên được tiếng hát của tá sau này ở quảng trị tôi đã phải nghe những tiếng hát ngân cuối cùng của anh khi khiêng anh từ ái tử về cam lộ nằm trên võng một tay nâng một bên sườn chỗ băng tạm sậm máu thập thò một đoạn ruột thỉnh thoảng tá rè rè hát thỉnh thoảng lại lịnh đi kỳ anh hồi này mưa nhiều mưa xuân lâm thâm đủ để làm chân đất đi nối dây nhích nhác nhưng đỡ mệt mưa mát lạnh làm cho lỗ chân lông phồng lên mặt ai cũng hồng hào lệnh chuyển quân lính thông tin chảy hộc tốc xốc gan thở cả ra tai trong vòng một ngày, toàn bộ mạng dây đã lại lặng lẽ cuộn quanh những cái sừng bò, nằm im đợi lính cõng đi. Tôi mau mắn gói, cột hành trang, mọi cái đã thuộc lòng, cái gì nằm ở đâu là chui vào đúng chỗ đó. Túi cốc nào đựng gì là đựng đúng cái đó, một ba lô to xù, một khẩu AK, một băng xanh tuy a rông nặng ịch những dao găm, bi đông, băng đạn, túi thuốc cứu thương, lựu đạn. Và ưu tiên riêng biệt nhất của người lính thông tin là hai cuộn dây điện thoại mỗi cuộn nặng từ 7 đến 8 kg. Ba lô con cóc dài ra, thêm vào dưới đáy một cuộn dây, trên đỉnh một cuộn dây. Khoác hành trang, phải gập gần vuông người về phía trước mới giữ được thăng bằng. Người như là ngẫy ngáng, cặp chân nhỏ và một khối cồng cành chầm chậm xoay qua xoay lại. Không còn thời gian để nhớ gì, để nghĩ gì. Con đường đất rộng tối om, những vệt đèn gầm xe tải mờ mờ, âm âm. Người người lạc lè ba lô, vừa chầm chậm vừa nhanh nhanh, vừa xôn xao vừa trầm mặc xe chạy trên đường đất của dãy Trường Sơn, lắc lư, dập dình, dựng ngược lên, chúc lộn xuống. Người ngồi trên ba lô, ngật ngà ngật ngưỡng, ngủ gà ngủ gật. Sau một chặng ngồi ngủ, giấc ngủ bập bùng, đoàn người xuống xe, bắt đầu vào cuộc hành quân xuyên rừng. Nối nhau đi, lòng rừng thăm thảm, con đường mòn nhỏ siêu lâu lâu lại dựng đứng lên, leo theo nó vài chục mét là phải ném cả người lẫn ba lô xuống đất, ngồi thở. Rồi đường lại loàng hoàng lao thốc xuống. Theo nó, đoàn trai trẻ trở thành những người già, lần mò, run rẩy, đặt từng bước chân sao cho cái đầu gối không bị bẻ gãy. Mồ hôi tháo ra ướt đầm quần áo, thấm nhèm ba lô. Sáu ngày đi liên tục, lần này nơi đóng quân nằm lọt giữa những cánh rừng của miền Tây Quảng Bình. Khu rừng này thuộc xã Bồng Lai, huyện Bố Trạch, quanh nơi đóng quân không có nhà dân, chỉ có vài thửa ruộng vơ vẩn rơi giữa những trũng núi buồn thiêu. Rất nhiều suối, suối nhỏ len lỏi âm thầm chảy dưới cây, dưới cỏ lòng suối là đất pha cát rất sạch, nước suối trong leo lẻo, đá quậy và muôn vàn lá đỏ nằm lung linh trong nước. Cháu chàng oanh oang gọi nhau suốt ngày suốt đêm, lính bắt chấu chàng để cải thiện bữa ăn, Thịt con vật này tanh kinh khủng, có lẽ chẳng có ai nghĩ đến việc sơi nó, trừ lính. Phải trộn thật nhiều lá lốt rừng, rồi nướng vàng, buộc nó phải thơm lên rừng rừng. Ở đây là lần đầu tiên chúng tôi ở rừng thực thụ. Không biết đóng quân có lâu không, mà lệnh là phải làm lán ở thật đàng hoàng không được chặt cây to, chỉ chặt cây nhỏ. Không được làm đứt gốc rễ chẳng chịt của dây leo, vì lá chúng sẽ héo vàng, máy bay địch dễ phát hiện. Lán của tiểu đội có giường ngủ tinh tươm, rát giường làm bằng thân cây đót được chút sạch sẽ, buộc xít vào nhau đều đặn. Trải một lớp lá cỏ rồi phủ vải võng lên trên, chẳng thua gì giường đệm. Gốc của cây dây leo được buộc túm lại thành từng bó treo lơ lửng. Bên dưới chúng hiện lên một khoảng sân rộng rãi, tinh tươm. Đấy là sân nhà ở giữa rừng của lính bàn và ghế được kết cấu bằng những khúc gỗ nhỏ, đặt dưới gốc cây. Từ đây, không còn bếp ăn đại đội nữa. Các tiểu đội tự nấu ăn, bếp hoàng cầm được thiết kế phía sau lán ngủ. Khói bếp tỏa lan nhẹ nhẹ trên mặt đất và mâm cơm quây quần trước sân nhà làm cho cơ ngơi của tiểu đội trông giống như của một gia đình, nó vừa tinh tươm, lại vừa rất thơ mộng. Hôm lập mái lán, xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt. Rồi, hành tranh luận về chuyện buôn bán. Gia đình Hạnh là dân buôn nhỏ ở thị xã Vĩnh Phúc, trong các tầng lớp người người buôn thường bị coi là xảo trá đặc biệt nông dân rất ghét con buôn rồi thường ngày ít nói nhưng cục tính khi cáu lên cũng rất đáo để Giời ơi ai lại không biết không lừa thì lấy đâu ra lời với lãi công sức người ta bỏ ra thì phải có lãi chứ hạnh lầu bầu thôi ông ơi ăn người thì có ai chả phải ăn làm thì phải ăn chứ tôi nói ông nghe như thế không gọi là làm nhé người ta cầy vã ra còn chưa có mà ăn ông chỉ bỏ ra tí nước bọt mà lại được phè phớn, rồi vung dao chặt phăng cọng lá cỏ, nói như chém. Đê thể chấp nhận được, này, nói chuyện với người lớn không có đéo lắt, hạnh bắt đầu cáu, khuôn mặt lưỡi cầy của nó như gãy cong thêm. Lời qua tiếng lại lan sang cả tiểu đội, câu chuyện ngày một căng thẳng, tôi bốc máu cũng tham gia, liền ăn ngay một câu chửi rất tục của hạnh. Đu người từ xà nhà xuống, tôi gần giọng đi với tao, dám không, hạnh cao hơn tôi gần một cái đầu, nó cúi xuống hỏi. Đi đâu, đánh nhau à, chơi thì chơi, việc gì phải đi đâu, không đánh ở đây, đi, tôi đi trước, hành theo sau, không muốn đơn vị biết nên tôi đi lòng vòng khá xa. Lên dốc, gặp một cành cây mọc xéo ngang đầu, tôi dừng lại rồi quay phát, chỉ mặt hạnh. Tao ghét nhất là chửi cha mẹ tao, nói rồi đu vào cành cây, phóng thẳng hai chân và cả người vào ngực hạnh. Hai thằng lăn rúi vào bụi gai, tôi đè được gối lên ngực nó, vung tay đấm một quả khá mạnh vào quai hàm. Tuy nhiên quả đấm không hết sức, chỉ đủ đau thôi. Tôi đứng lên, hạnh bật ngồi dậy, lắc lắc đầu, nghiêng nghiêng nhìn. Tôi im lặng quay lưng đi về, từ đó hai thằng lại trở nên thân thiện nhau hơn trước. Ở Quảng Bình tiểu đội tôi không phải trực tổng đài, đường dây cũng ít đứt nên đỡ vất vả. Có buổi trưa tôi mò xuống trung đoàn một linh một thăm Huân. Nghe nói nó bị sơn ăn, Huân và Túc ở cùng một trung đội. Ba thằng bạn học gặp nhau mừng quá. Túc kiếm được lá khế rừng, đang loay hoay giá rồi đắp mặt cho Huân. Mặt Huân sưng to, mắt híp lại, dài như một đường chỉ. Gặp nhau vẫn cười khành khạch, Túc tong teo trong bộ quân phục, nó bỏ áo ngoài quần, trông gầy phơ phất. Hồi này Túc làm anh nuôi của tiểu đội nên có chút thời gian lo cho Huân. Ba thằng ngồi dưới lùm cây hút thuốc, được khoảng 15 phút, tôi phải ra về có tin hai sư đoàn lính thủy đánh bộ ngụy sẽ đổ bộ vào bờ biển quảng bình lệnh triển khai đội hình chiến đấu bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn được đặt ở phía đông dãy núi hoành sơn hoành sơn dừng cây rậm rạp ngang lưng núi nhìn xa ra thấy một vệt biển xanh lơ nhẹ nhõm hoành sơn một mai xuôi về gió ngậm vị mặn của biển thổi ù ù ngang qua triển núi trung đội tôi nối dây tới tổng đài của bộ tư lệnh tiền phương rồi tiếp tục kéo dây xuống các trung đoàn dưới đồng bằng vùng ven biển đã sơ tán dân đi hết chỉ còn dân quân tự vệ và thanh niên sung phong ở lại dọc quốc lộ bom pháo cầy sới như nát nắng giang khô cát bụi tanh mùi khói bom nồng lên ngột ngạt nắng như rũa vào da thịt phải nhấp nước liên tục mới đi nổi làng xóm vắng ngắt cây cháy khô a à, trưởng cầu cao như cây xào gập cong người dưới nắng thường ngày môi anh đã tái giờ thì bạc phích rồi lần đầu nhìn thấy mảnh bom lấy chân hất nhẹ rồi nhặt lên lắc đầu thả bịch xuống ở đây đất của ta còn không chung là của địch pháo hạm ngoài biển bắn vào thoải mái máy bay trên trời cứ việc bay lượn thả bom không có đánh trả chỉ có đợi chờ hai sư đoàn bộ đội chủ lực áp quân nhìn ra biển chiến sự chắc chắn sẽ ác liệt chúng tôi hồi hộp a trưởng cầu phân công tôi lập trạm giữa một mình trạm giữa tức là trạm chốt ở lưng chừng đường dây lần này trạm chỉ định đặt trên lưng một quả đồi dưới chân đèo lý hòa đem theo sẻng quân dụng máy điện thoại súng lương khô võng và vài thứ lặt vặt bỏ trong ba lô lấy đầy ạc một bi đông nước tôi lúi húi băng đồi một mình ra đi trời đất thật mênh mông một mình tự nhiên thấy rõ mình là lính thực sự lính chiến tôi đào công sự bên bụi cây mua xếp đặt mọi thứ rồi đấu máy gọi về tổng đài báo cáo xong việc trời cũng vừa sầm tối hoàng hôn mò mò lùi dần vào núi bình sinh tôi không sợ người mà rất sợ ma lương của quả đồi này không có cây cao chỉ có những bụi sim, bụi mùa lúp xúp. Lâu lâu từ trong bụi cây, một con chim sò ớt bay lên, làm giận mình. Hồi còn đi học, ở nơi sơ tán, thầy Hoàng Đạo Khánh thường kể chuyện ma. Ánh đèn dầu chập chờn trong cặp mắt kính dày cộp của thầy. Tôi thường bị ám ảnh bởi một cái lưỡi thẻ dài ra, một con chó lại chu ngắt trong đêm. Ngồi dưới công sự, đấu máy vào dây điện thoại để thỉnh thoảng nghe tiếng người cho đỡ vắng. Nhưng trời đêm mù mù mờ bạc, nhìn ngược lên cứ sợ có một cái đầu với cái lưỡi dài thò xuống. Tôi nhảy phát lên trên, lấy võng trải ra bên bụi cây mua, rồi bó gối, ôm súng ngồi. Dưới công sự, tiếng điện thoại lâu lâu vẳng lên eo éo. Ngồi nhớ đủ thứ, cuộc đời có những mảnh vô cùng khác nhau, như là đối lập, mà lại là ký ức của một con người. Tuổi thơ tôi vất vả, thiếu thốn nhưng ấm áp, nhớ ba, nhớ má, nhớ thằng Vinh, con Huyền, hai đứa em lận đận của tôi rồi nhớ bạn bè ký ức thân quen hiện lên làm nguôi đi cái trần trận của đêm cô độc cái máy dưới công sự ngưng tiếng đã khá lâu tôi nhảy xuống tháo một đầu dây ra gọi về tổng đài tổng đài đáp lại đấu vào đầu dây phía bên này quay máy nặng trịch, thế là dây đứt rồi tôi xách súng đeo máy điện thoại lóc xóc đi về hướng biển trời khuya thật dễ chịu bàn tay nắm hờ sợi dây điện vuốt theo nó mà đi trong lòng thoáng băn khoăn giữa tĩnh mịch như bất động thế này làm sao dây đứt được. Ý nghĩ này làm cho tôi trần trợn, rồi mọi việc cũng qua. Nối xong dây, múc đầy một bi đông nước từ cái vũng nước nhỏ bên đường, trở về công sự, ngồi một lúc nữa thì bình minh bắt đầu cựa mình. Tôi cảm thấy sự thức dậy như nở ra, nở ra nôn nao từ trong lòng đất. Hai ngày sau, có lệnh thu dây, tiếp tục lên đường vào Nam. Thế là không có cuộc đụng độ như dự kiến. Chiến tranh luôn bất ngờ. Bắt đầu cuộc xuyên rừng rằng rặc. Lần này vẫn là trường sơn mịt mù. Rừng thâm u, không thể hình dung trước được điều gì, nó mở ra, đóng lại, luôn luôn bất ngờ. Trên con đường mòn nhỏ siêu rơi thỏm giữa ngút ngàn cây, ngút ngàn núi, ngút ngàn vực sâu thăm thẳm, đoàn người lạc lẻ, chậm chậm nối nhau đi. Tập trung hết nội lực mà bước, từ từ qua từng con dốc, từng ngầm suối. Hai sợi quai ba lô siết nghẹt thở, tôi dùng ngón tay cái móc sợi quai đeo, kéo từng bên ra, để luân phiên thở từng bên ngực. Khi gần đến chạm nghỉ, là lúc kiệt sức, một ý nghĩ xuất hiện, rất thật là chết chắc chết không thể sống thêm được nữa bên túi cóc tôi nhét một lon sữa bột trộn sẵn đường nắp đầy hờ và một cái thìa đá bẻ cán lâu lâu quàng tay múc một thìa bỏ vào mồm ngậm một chút ngọt đúng lúc đã giữ cho tôi không rơi xuống lính ngã quỵ trên đường rất nhiều quỳ xuống thở rồi lại lồm cồm bò dậy đi tôi cúi đầu gân cổ kéo con cóc phía sau như có người đang ré chân trèo lôi ngược trở lại đi khoảng 3 ngày đường thì dừng lại ở một trạm giao liên của hậu cần. Những trạm nghỉ, chắc chắn người lính suốt đời không thể quên. Dừng lại, lưng của người rơi theo cái ba lô nặng ịch xuống đất. Đầu hất ngược, những thân cây vút lên, những vòm lá, vài khoảng trời ló ra. Thở, rồi từ từ thoát khỏi cái quai ba lô ướt đẫm mồ hôi. Đất rừng gần với người vô cùng, nó dịu dàng mát rượi, nó cùng thở với người. Những trạm nghỉ thường có những cụm rễ cây khổng lồ và đá suối là nơi mênh mang rộng rãi, tôi luôn cảm thấy như thế sau một chặng dài gồng cứng, nghẹt thở. Sức trẻ hồi phục rất nhanh, chỉ cần khoảng chừng xuống không dài, không khí lại bắt đầu sinh động. Ngồi hút điếu thuốc, nhìn những đoàn người đi qua. Cối 60, Thượng Liên 12 ly 7, Đại Liên, lính hỏa lực lạc lè vác các bộ phận của súng. Bộ binh đỡ nặng hơn một chút, bao nhiêu người trẻ mang trộn rộn giữa rừng sâu thăm thẳm. Nghỉ ngơi rồi nấu cơm ăn, bếp hoàng cầm đào vội nên không chuẩn, thường phải có một người cầm nhành lá phất khói cho nó không tụ lại mỗi tiểu đội có hai cái nồi quân dụng nhỏ một nấu cơm một nấu canh có món gì khác thì nấu bằng nắp nồi mến là chuyên gia rau rừng của tiểu đội nó học từ lúc nào mà kiếm rau rất nhanh rau tàu bay là chuyện quá thường có thứ rau hơi đắng vị mắt như là quả mướp đắng có thứ chua hầm như khế chín chúng đều không có tên cứ mến đem về là ăn không ai thắc mắc gì Thú vị nhất là cái kho vô tận của hạnh. Bây giờ mới thấy lợi hại của con buôn. Mỗi bữa, hạnh tỏi ra khi thì vài tép tỏi, khi thì vài hạt tiêu sò cay thơm, nó mím môi phát một cách rẻ sẻn cho từng người. Vị của những đặc sản giản dị làm cho phấn chấn, bữa ăn như là quen thuộc hơn. Đồng chí A trưởng cầu vụng về luôn bị cu sồi mắng vì tội làm trào nước cơm, tắt bếp. Tôi là chuyên gia nấu cơm, nồi cơm tôi nấu bao giờ cũng chín rền, xốp xáp, thành ra cứ khi cái nồi bắt đầu sôi sùng sục là cầu lại thất thanh gọi tôi, như là gọi cấp cứu. Thực phẩm mang theo trên vai mỗi lính gồm vài hộp thịt của Trung Quốc, vài thỏi mắm tôm khô, một lon bột trứng sấy, một lon bột sữa, muối, mì chính và gạo. Đi vài ngày, gặp tràm hậu cần giữa đường thì bổ sung. Giai điệu hành quân không phải lúc nào cũng nhịp nhàng, có những cú lạc ngoạn mục, rừng trường sơn đoạn qua Quảng Bình vô cùng hiểm trở, đường mòn len lỏi dưới vực sâu, len lỏi trên triển núi lên cao mái, mà ngửa mặt vẫn thấy núi rừng mịt mù trên đầu. Con đường nhỏ buồn buồn, loanh quanh như không dẫn người đi tới nơi nào cả. Gập gành, âm u, ẩm ướt, tôi bước đi, từng bước, không hy vọng gì, cứ bước từng bước, không mong mỏi gì. Mệt đến ngập thở, toàn thân như sắp tê liệt. Hôm ấy, tiểu đoàn phó thiền quyết định băng núi để tránh con đường vòng quá dài. Người giao liên nói, em chưa từng băng qua ngọn núi này, trông thì gần, mà chưa chắc, tốt nhất là đi theo đường cũ. Dê phó có những cái móng tay phẳng, bè ngang. Anh là người cẩn thận nhưng rất quyết đoán. Anh mở bản đồ, trụng đầu bàn bạc với chính trị viên tiểu đoàn. Xe trưởng khàn đứng nghiêng, đưa mắt nhìn xuống bản đồ, hai cái lông mày sách nhíu lại gần chạm vào nhau. Lệnh lên đường, tôi ngồi xếp xuống đất, luồn tay vào quai ba lô. Tá cõng ba lô xong đưa tay nắm lấy tay tôi, rẽ chân trèo kéo tôi đứng dậy. Đoàn người leo lách đi, dốc núi cao dần những cành cây mới chặt để mở đường ứa nhựa, tỏa ra mùi ngai ngái. Leo lên, tay chạm đất, có lúc phải bò mà lên. Gặp đoạn dốc thoai thoải thì lấy súng làm gậy trống, tất cả đều cắn răng, tập trung hết sinh lực, từng bước như đi vào lòng đất. Đi mãi, leo lên, leo lên, bắt đầu có tiếng xì sầm lan dọc hàng quân, hình như lạc. Tiếng, lạc, như phát súng bắn vào đầu, choáng váng. Lệnh nghỉ, nấu cơm chiều, đêm nay ngủ lại lưng núi này xe trưởng khàn sùng sục tham mưu đê gì giết người rồi mẹ nó có tiếng the thé bắn đi xe trưởng quay phát lại ai ai đòi bắn im bặt các a trưởng được triệu tập lên họp đại đội sau bữa cơm các tiểu đội sinh hoạt tôi ngồi trên khúc rễ cây xù xì dựa lưng vào thân cây toàn thân giá rời đêm rừng có những thứ âm thanh khó biết là âm thanh gì từ đâu nó làm cho tất cả như chìm mỉm a trưởng cầu nói lầu nhầu như nói một mình Sôi gắt, anh nói to lên, cho anh em nghe nhờ với. Cầu giận mình, nói to lên nhưng lại ngắc ngứa. Đại loại là, đại đội biểu dương tinh thần cố gắng trong hành quân của anh em chiến sĩ. Việc lạc đường sẽ kiểm điểm sau. Đại đội nhắc anh em giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Cầu lầu bầu rông dài chỉ có từng ấy ý. Anh chàng là sinh viên năm thứ hai đại học nông nghiệp, làm vụng, nói vụng, chỉ được cái khỏe và tốt bụng. Quách trọng tá bổ sung, tôi nghĩ là do thương anh em thôi muốn đi ít đường đất hơn cho đỡ tốn sức anh em cũng phải hiểu ý đó bực bội làm gì ngủ cho khỏe mai đi cho tốt hạnh cười nói cứ như không vào chỗ bom rơi đạn lạc thương nhau kiểu này thì tiêu mẹ hết rừng núi là thế khi ở xa thì thấy vượt qua thật dễ dàng chỉ là từ chân núi đến đỉnh núi coi chừng khi lọt giữa lòng nó thì lập tức như bị bịt mắt cao cao thấp thấp bên trái bên phải đảo nhau ngang dọc dậm dịp chẳng thấy chân trời đâu không thể nhận ra diện mạo thật của núi để mà định hướng. Thế là mò mẫm, nếu không có kinh nghiệm, có thể loanh quanh đến chết trong mê hồn trận. Tôi mắc cái võng lắc lẻo bên sườn dốc, móc trong túi cóc ba lô ra bao thuốc trường sơn sẹp, châm một điếu rồi trườn lên tấm vải mềm mại. Yên ấm quá, không kịp mắc màn, tôi hút xong điếu thuốc thì lịm đi. Sáng ra thấy mình nằm gọn lỏn trong một vòm trắng mỏng manh, biết chắc là đêm qua A trưởng cầu đã lò mò mắc màn cho. Trời rạng sáng, toàn tiểu đoàn lịch kịch xuống núi, trở lại đường cũ. Đi xuống phải đi chậm chậm, mỗi bước đặt chân sơ sẩy là trùng gối. Gặp dốc cao thì quay lưng lại bò lùi xuống, gặp chỗ thấp thì quay mặt ra mà bước đi. Có người mệt quá thả trôi súng xuống, xuống dốc, cho nó chạy trước, nhưng khi xuống đến nơi, lại phải chạy chật đi tìm. Mến khỏe nhất, nó không to như tá, không cao như cầu nhưng có sức vóc của dân miền biển, dẻo dai, tiềm ẩn. Mến thường sách đỡ cho tôi khẩu AK ở những đoạn khó đi nhất hanh lèo khèo lúc này trở nên ít nói nó lặng lẽ chịu đựng như một chú bò kéo xe mùa này rừng mát nhưng mồ hôi thì thường trực trong lưng áo trên mặt lính mồ hôi nóng như nước sôi thường khi đi đường rừng lính sò tất dài nhét ống quần vào tất để tránh vắt tôi thì không sò tất được vì nóng cứ sắn quần lên tới gối để trần mà đi có nhiều đoạn rừng vắt đông vô số kể chúng nhảy hơi người như địa đói hàng sư đoàn vắt kéo đến bên đường bám trên lá cây cành cây trên cỏ toàn thân con vật căng thẳng, dướn lên hướng về phía người. Bọn khát máu ấy đã lấy đi không ít máu của tôi. Chọn một ngày mới xuống tới chân núi, màn đêm thăm thẳm nuốt lịm tất cả, đoàn người mệt mỏi lục tục tập kết dọc theo con suối nhỏ. Những đốm lửa được thắp lên, chập chờn hát ánh nước bạc lên mặt người. Sức sống của con người thật không thể cân đong nổi, nó như là nguồn nước, dốc kiệt lại trào lên, vô tận. Tôi vắt cái khăn mặt lên vai, liêu siêu đi xuống suối hơi người tỏa lan suối nước như vui vẻ rừng ồn ào dần lên ấm dần lên thấy bê trưởng hồng đi qua đi lại tôi biết thằng thịnh đang ở gần đây rửa mặt xong tôi lọ mọ đi tìm nó thịnh được gọi là thịnh tào vì chữ tao nó phát âm nặng thành ra tào nó người trương mỹ hà tây hồi mới vào trường nó nhỏ con hơn tôi bây giờ thì cao to hơn tôi nhiều sau này khi chiến tranh kết thúc thịnh và tôi trở về trường cùng học một lớp đại học đúng vào ngày trình bày luận văn tốt nghiệp, nó biến mất. Công an thông báo là nó đã vượt biên sang Úc cùng với chị và ông anh rể. 18 năm sau, nó gửi cho tôi một bức thư nói toàn về chữ tâm, hình như anh chàng đã đắc một cái đạo nào đó. Bây giờ, hai thằng ngồi trên một phiến đá suối lạnh ngắt. Tôi nói, không biết có đi nổi đến nơi không, phải được chứ, mới tưởng chết, thế mà đã lại thấy đi rồi. Hai thằng hút chung điếu thuốc, nuốt chân trọng từng hơi khói. Đêm trong ruột của rừng những người trẻ ngủ ngủ đầy sinh lực như thức tiếng ngáy rền rền hàng ngàn cái võng im lặng cuộn ôm lấy những thân người đang thở thở đều đều trầm bổng người không thể quên rừng không biết rừng rồi có nhớ người không rừng thức dậy tất cả bỗng rộng thanh thang tiếng rừng rộn rã buổi sáng trong veo làm cho thân thể người như mới toanh bao nhiêu mệt nhọc bay biến hết cứ thế người nuốt ngày ngày nuốt đường đoàn người kiên trì giật từng đoạn rừng trường sơn tiến lên phía trước Cự nấm là binh trạm cuối cùng ở miền Bắc, đây là binh trạm lớn nhất trong các binh trạm của trường. Sơn, bộ đội vào Nam, đến đây đều được thay mới toàn bộ quân trang quân dụng và vũ khí khí tài. Rừng vẫn xanh ngắt nhưng chỉ xanh trên vòm cao, dưới những gốc cổ thụ, đất đã bị mài nhẵn nhụi. Ngàn ngàn dấu chân người qua lại đã tạo nên một khoảng đất rừng quang quẻ bất ngờ giữa thâm u trường Sơn. Dường như ngày nào binh trạm cũng tấp nập, người vào Nam, người ra Bắc tụ lại, xoay quanh cái xoáy lớn này một hồi rồi mới ra đi đến lượt tiểu đội tôi thay đổi quân trang hạnh xăm soi quần áo như trẻ con được phát quà nó ngắm nghía chán chê rồi tặc lưỡi thừa nhận các cô thợ may của xưởng may mười lạc nhất nước cu sồi híu híu mũi người vải mới hít hà thơm quá thơm như là mũi nít. a à, trưởng cầu thì trầm tư cầm cuốn tự học tiếng anh nhấp nhấp xem nó nặng bao nhiêu phải bỏ cái gì lại để không bỏ cuốn sách mến quời xem anh cầu kìa cắt cái cắt tút của anh đi là xong thôi mà, đắn đo gì nhiều thế. Tá lầu bầu, ông này tâm thần rồi, thời gian đâu mà học, tôi kín đáo nhét cuốn sổ tay vào túi cốc, cuốn sổ có những bài thơ tôi viết hồi còn đi học. Có những dòng chữ dặn dò của anh hai tôi, nghỉ ở cửa nẫm hai ngày, hành trang được sốc lại và cân nhắc rất cẩn thận, nhiều thứ phải loại bỏ, bàn chải đánh răng bẻ cán đi, xà phòng thì không cần, khăn mặt cắt đôi, thực phẩm đồ hộp chỉ đem theo một nửa một nửa tặng cho lính trong nam mới ra quan trọng là gạo muối mì chính và những kỳ vật nho nhỏ riêng tư không có lính nào bỏ lại có nhiều đoàn dân sự đi bê ngang qua cự nẫm vui nhất là khi văn công xuất hiện với đàn địch lỉnh kỉnh gái trai trộn rộn các cô gái rực rỡ giữa rừng lính các cô đi tới đâu là pháo nổ dần dần tới đấy bộ đội vỗ tay chào chào hỏi hỏi dâm ran cả một khoảng rừng như bừng sáng tôi đang ngồi chăm chú nghe tiếng đàn guitar của anh chàng văn công chị thiên trình tấu thì có tiếng gọi từ sườn dốc đồng chí tín ơi tín ơi đồng mạnh mức thất thều chạy tới đứng nghiêm trước mặt tôi đưa tay chào rồi nhoẻn cái miệng móm khôi hài nói đồng chí trần luân tín có thư mảnh giấy gấp tư trong tay mức là lò ai giấy để vẽ vết xé vội sơ sước tôi hồi hộp mở tờ giấy lập tức nhận ra dáng chữ của trần hữu chi tín ơi không gặp được mày bọn tao vào trước, gửi lời thăm tất cả lính trường mình. Vội quá, hẹn gặp lại, khỏe nhé. Bạn, chi, ngoặc kép chấm, mước nói, mình với tân gặp nó đúng lúc đoàn nó lên đường. Thằng chi gọi mình đấy chứ. Cậu này nhớ sai thật, chỉ đá bóng với nhau một hiệp hồi bọn nó lên thăm tín ở ba làng. Tôi ngắt lời, trông nó thế nào, ồ, khác trước nhiều lắm. Nó không gọi thì tớ không nhận ra đâu, phòng phao chắc chắn lắm. Tôi muốn gọi cho vang cả rừng lên, tên của bạn bè. Trong nháy mắt, ký ức xa lắc như đá ở tận thế giới nào khác, chợt là thật, bảng hoàng hiện lên ở ngay bên cạnh. Có nhiều đoàn thương binh từ chiến trường ra, người nặng thì nằm chĩu trên võng cán để cho hai người mặt mày vàng ạch lặng lẽ khiêng. Người bị thương nhẹ hơn thì đi bộ, tay hoặc chân cuốn những cuộn băng ố bẩn bụi đường. Có những đoàn thiếu nhi vùng tranh chấp được đưa ra bắc để tránh bớt thương vong. Chúng nó lao sao, líu díu nói tiếng Quảng Trị hoặc Quảng Nam rất khó nghe. Chúng tò mò quan sát bộ đội, chắc lần đầu được thấy nhiều bộ đội đến thế. Đây là những đứa trẻ thực sự may mắn. Tiểu đoàn tôi đổi xong quân trang quân dụng thì hành quân vượt qua binh trạm khoảng một tiếng đường rừng rồi nghỉ lại. Quảng Trị đang đánh lớn. Nghe nói sư Ba Linh Tư đã giải phóng gần hết tỉnh Quảng Trị. Tin này làm lính tráng náo nức. Hạnh thì lo lắng. Mình lại phải đi qua cả tỉnh Quảng Trị nữa. Đi mãi thế này kinh quá. Chẳng thà đánh nhau sống chết một lần cho xong. Đi mãi thế này còn sức đâu mà đánh với đấm b trưởng điển quần sắn ngang bắp chân cái lưng cong cong đang lúi húi làm gì đó nghe hạnh nói thì liếc ngang một cái mến cười hạnh ơi đừng lo nhiều chóng già nghe nói quảng trị nhiều bò lạc lắm vào đến nơi đề nghị anh điển cấp cho một con mà cưỡi cu sồi hỏi anh điển đây vào đến quảng trị còn mấy ngày đường nữa đừng hỏi đường xa bao nhiêu kinh nghiệm của tớ đấy càng để ý đường dài ngắn thì càng mệt cứ đi khác đến người ta đi được thì mình đi được phải không ạ à? b trưởng nói xong nhằm hai mắt một cái rồi lại chăm chú gói gói ghém ghém tôi lúi húi nấu nước sôi để đổ bi đông cho mọi người cầu ngồi sổm cầm cành lá phe phẩy quạt khói a trưởng ít khi tham gia thảo luận anh cực kỳ ít nói thường chỉ nghe rồi cười huy hay trêu cầu lại cười xì xụp cứ xì xà xì xụp anh tá vào tới đây trầm ngâm hơn trước có lẽ là nhớ vợ chúng tôi tiến gần tới giới tuyến trong trí tưởng của những người trẻ bến hải vừa thiêng liêng vừa đượm màu kỳ bí càng gần tới giới tuyến càng như rõ ra cảm giác về ta và địch thấy người hơi căng căng như là người đi săn rồi nó cũng hiện ra một bãi sỏi rộng cây nhỏ lòa xòa và nhiều bụi lau nghiêng nghiêng phơ phất mặt nước chỗ sâu nhất không ngập quá bụng chân nước trong veo từ từ chảy bình thản như không đây là đầu nguồn của sông bến hải mọi người đều trầm ngâm họ đang lội qua một đoạn suối quá bình thường nhưng là đoạn suối đá cắt đứt đất nước trong nhiều năm hồi còn đi học, trong đầu óc lũ trẻ chúng tôi, bên kia con sông Bến Hải là một thế giới hoàn toàn khác, mọi thứ ở đó chắc chắn phải không bình thường. Giờ đây, đứng giữa cái danh giới này, chẳng thấy có gì lạ. Nhưng tôi đang bước sang một miền đất khác, thấy rất rõ mình đã bắt đầu đặt chân vào mặt trận. Tôi vừa lựa chân để khỏi trượt ngã trên những hòn sỏi trơn, vừa thầm kêu lên trong đầu, ba má ơi con qua bến hải đây. Đây là đất Quảng Trị rồi, rừng thưa nối với đồi cỏ tranh hoang vu gió nồng nồng lùa qua những triền cỏ cuộn sóng, cây cỏ cao ngang tới ngực người, lá cỏ sắc như lưỡi dao, nó nuốt nắng vào rồi phả ra phừng phừng như bốc khói. Đoàn quân chìm trong biển nóng mênh mông ngập thở, xuất hiện mìn lá, vài người trong đơn vị đã dẫm mìn. Những chiếc lá được máy bay rắc xuống, chúng hiền lành như những chiếc lá thật, chúng có sức công phá không lớn, chỉ vừa đủ phạt bay cái gót chân, nhưng như thế cũng là vừa đủ hoàn tất trách nhiệm nhỏ nhoi của nó. Đoàn người đi như là bò trên đồi nắng. Tôi bắt trước anh em, lấy nước trong bi đông thấm một ít vào khăn mặt rồi quấn quanh cổ. Gió lào khô khốc rít lên từng luồng, như những cái lưỡi nóng khổng lồ, liếm kiệt sức người. Ý nghĩ, không thể sống, lại cuộn lên trong đầu. Tất cả tinh thần lúc này như người lực sĩ mỏi mệt, cố nóng căng lên để chống chọi, để không vụt xuống. Đoàn quân im phăng phắc, chỉ có nắng và gió nồng hun hút. Sau này, khi ở giữa vùng tuyết lạnh Minnesota nước Mỹ, tôi nhớ tới cái nắng nóng của trạng hành quân qua đồi tranh Quảng Trị. Lý do của hồi tưởng là việc bất ngờ gặp lại thằng bạn đã từng cùng đi qua chặng đường ấy. Nó sang Mỹ năm 1995 vì được cha mẹ vợ bảo lãnh và bị vợ thuyết phục bởi tương lai của hai đứa con. Gặp nhau, hai thằng lính cũ ôm chầm lấy nhau. Tôi hỏi, sống thế nào, có ổn không? Tôi hỏi có ổn không vì thấy lo cho nó sau những chứng kiến về cuộc sống của đa số người Việt ở Cali ra đường rồi, tao sống một mình. Sao thế? Tôi thẳng thốt, nó lầm rầm kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của nhân tâm trên đất Mỹ. Sang đây, lập tức mọi người đều thay đổi, đấy là điều không lường trước được. Tao cũng thay đổi rồi mày à? Gặp mày thì thế này, thực ra tao cũng khác nhiều, áp lực vật chất lớn lắm. Cái bằng kỹ sư của tao không có giá trị ở đây. Tao không có việc làm, mọi người đều khinh bỉ, khinh bỉ thẳng thừng. Con vợ tao rừng mỡ, lén phén với một thằng Mỹ tao phải làm lại từ đầu bây giờ thuê một căn phòng ở một mình tối đi cầy kiếm tiền ngày đi học hai thằng ngồi trong căn phòng khách sạn nhỏ nơi tôi trú chân chuyện trò loanh quanh rồi lại quay về những ngày cùng nhau ở quảng trị số phận con người thật quá kỳ bí làm sao biết trước được đưa bạn ra sảnh khách sạn siết chặt tay nhau bạn tôi nói lạnh ở đây khốc liệt chẳng kém gì nắng nóng quảng trị đâu nhưng tao sẽ chiến đấu nhất định sẽ gặp nhau ở việt nam nhớ lắm nó chạy qua cái sân rộng rồi chui vào chiếc cam di cũ tôi nhìn chiếc xe của thằng bạn lính nằm im lặng dưới những bông tuyết rơi lả tả chiếc xe im lặng mãi không nổ máy cũng không nghe tiếng để máy tôi giật mình đẩy bật cánh cửa kính khách sạn chạy ào tới thằng bạn tôi ngồi gục đầu trên vô lăng hai vai nó rung rung nó khóc vượt lên khỏi sườn núi thì giật mình những cụm khói màu xám đột ngột dựng lên trên lưng những quả đồi thấp khắp một vùng mênh mông vật vở khói thẳng hoặc rộ lên vài chuỗi tiếng động ì ầm như là tiếng sấm xa những cột khói câm lặng lẽ kỳ quặc như là phim bị mất tiếng lính tráng lặng lặng ngắm nhìn chiến trường sôi thẳng thốt anh cầu cái gì mà sáng chói thế kia mọi người cùng ồ một tiếng trước mặt chỗ khói bom vừa mới tản ra ở nơi chúng xuống của những quả đồi sa tít có những mảng sáng lấp loáng hắt ngược nắng lên những mảng sáng không chuyển động chúng túm lại từng đám như là những đám giấy bạc thả trên sa bàn Cầu lúng búng, không biết là cái gì nhỉ. Phải đến lúc bê trường điền lết xếp đi tới, chúng tôi mới được vỡ nhẽ. Thì ra đấy là những khu ấp chiến lược của ngụy, nơi chúng dồn dân tới ở để tránh tiếp xúc với Việt Cộng. Khoảng cách từ chỗ chúng tôi tới đó xa quá, nắng trói làm cho tôn của mái và vách nhà hóa thành giấy bạc, nhòe vào nhau, không thể nhìn rõ. Lại một sự thật từng nghe, hôm nay mới mục sở thị. Xuống dốc, lầm lũi đi vào chiến trường. Cao điểm 544, một quả núi cao 544 mét là nơi bộ tư lệnh sư đoàn 3, 2, 5 đoàn thuận hóa đóng. Tiểu đoàn tôi đóng ở sườn núi phía đông nam của cao điểm. Con sông Hiếu uốn lượn ngay dưới chân núi, nó truyền qua các xá của huyện Cam Lộ, tới gặp thị xã Đông Hà rồi lao thẳng ra cảng cửa Việt. Ném ba lô xuống gốc cây, là lao ngay vào cuộc giải dây. Chỉ trong vòng một ngày, mạng thông tin của bộ tư lệnh đã khép kín. Lập tức guồng máy chỉ huy gấp gáp hoạt động, tiểu đội tôi trực tổng đài, hai người một ca trực, rút phích cắm phích rào rào như thợ dệt cười, làn sóng liên lạc qua lại ào ào như trước giật. Không khí chiến trận rừng rực, khác hẳn với cái vẻ bề ngoài lằng lặng của bãi chiến trường rộng lớn. Hầm tổng đài có mùi đất ẩm cùng với mùi nhựa của rễ cây, hương vị rất thân mật, rất riêng của rừng. Rừng ở đây là rừng trung niên, cây không lớn lắm, chỉ vừa đủ che cho bộ đội. Đêm khuya, nhịp liên lạc thường lắng lại, thì thoảng mới có một cửa phích rơi lật cái nắp xuống vẻ vẻ. Mỗi lần trực ca đêm, khi liên lạc ngưng lại, tôi thường rơi vào những cuộc đàm thoại, sẽ phải nhớ suốt đời. Anh bộ đội Quảng Trị ơi, hôm nay ai trực bên ấy hả anh? Anh không biết ai trực đâu. Không, ý em muốn hỏi tên anh, anh tên gì? Em biết bao nhiêu cái tên của bọn anh rồi, báo cáo xem nào. Anh sồi này, anh mến này, anh tá, anh huy, còn anh. Anh là một trong những cái tên em vừa đọc đấy, thử đoán xem tên gì. Không phải rồi, em nhận ra giọng mà anh người Hà Nội phải không? Em tên Thủy, quên em ở Hà Bắc, con trai Hà Nội khó tính lắm phải không anh? Các cô gái của Tổng Đài Mặt Trận B5, những tiếng nói ngọt trong như nước mát, thấm êm vào lồng ngực lính trẻ. Chúng tôi quen nhau, biết rõ cả gia đình nhau, cả sở thích, cả quá khứ, chỉ có điều, mãi mãi không thể nào gặp. Giữa lòng cao điểm 544 có con suối tên là La La, nó thong thả luồn qua núi, men theo chân những quả. Đổi rồi ùa nhập vào dòng sông Hiếu trong xanh tên của con suối đã thân quen với chúng tôi từ thời còn đi học, ơi con suối la la, nước trong xanh hiền hòa, chảy qua đồi không tên, ơi con suối quê ta, bây giờ suối cho chúng tôi ăn cá, cá suối ngọt mát nấu với me rừng. Những ngày trực tổng đài lại là những ngày lao động cật lực. Tiểu đoàn công binh quá tải, không thể làm hết việc nên các đơn vị trực thuộc của sư phải hỗ trợ. Chúng tôi trở thành thợ đào hầm thực thụ, cứ người ca trực là vác cuốc chim đi đào hầm. Các kỹ năng dùng cuốc, dùng sẻng từ từ trở nên điêu luyện như là công phu của người luyện võ. Bổ cuốc vào đá ong, lách cuốc vào đá hộc, xúc đá hất lên cao, rất chuẩn xác. Ra bàn tay dày cộp lên, hồi đầu còn rộp rộp bong bong, sau thì chai cứng lại. Những căn hầm ở rừng, nếu sau này bị xóa mất đi thì thật đáng tiếc. Công sức thì đã đành, nhưng chúng đẹp lắm. Nhìn chúng, thấy bất ngờ vì sự say xưa của con người. Những phòng họp tinh tươm sạch sẽ nằm âm dưới lòng đất. Những đường lạt như chỉ thêu, đan sợi cỏ tranh thành tấm lợp ngay ngắn. Những thân gỗ thẳng, lực lưỡng được ghép xích nhau phẳng phi trên trần hầm, tác phẩm của những chàng trai bỏ nhà vào rừng ở, nắn nót như là nắn nót cho tổ ấm của chính mình. Một hôm, tôi nhận cú điện thoại của chính trị viên gọi về đại đội. Anh nói, có người gặp, cậu về rồi sẽ biết. Có người gặp, ba chữ gợi cảm quá, như là mình đang còn ở nhà mình. Đã lâu rồi có ai nhắn gặp đâu, tôi hồi hộp thả người trôi theo con dốc, chạy như lao về đơn vị có một lưng áo màu xanh bạc đang cong cong trước một cái cặp màu đen, một tờ giấy trắng và một cây bút chì. Tôi đứng sựng, ở giữa nơi này lại có người ngồi hí húi vẽ. Nhẹ nhẹ, tôi đi tới từ phía sau lưng người họa sĩ rồi đứng yên nhìn nét bút của anh gạc gạc trên mặt giấy. Hồi lâu, tôi gọi khẽ, anh, người vẽ dừng tay, quay mặt lại. Tôi bật xeo lên, ôi trời, anh Cương, ngồi thụp xuống bên anh, thực không ngờ lại gặp anh ở đây. Đại đội trưởng Duyên Ngầm, đang ngồi ngay bên tôi, giữa rừng của quảng trị hồi ở trường anh cương là đại đội trưởng tự vệ của trường mỹ thuật lúc ấy tôi là trung đội trưởng trung đội súng gỗ trung đội của bọn trẻ con anh lục trong ba lô lấy ra một cái ống bằng bìa cắt tông đưa tôi tớ chuẩn bị sẵn cho cậu cái này giấy vẽ bút chì đấy biết tín ở thông tin ba 2, năm nên quyết phải đi tìm tranh thủ vẽ được thì tốt lấy tài liệu để sau này làm việc tín hạ cái ống giấy nhỏ làm tôi muốn bật khóc hai anh em ngồi nói chuyện rất lâu, rồi cũng phải đưa Tiến Anh xuống núi. Tôi tha thần quay về tổng đài, trời quảng trị ong ong. Bây giờ, bao nhiêu ước vọng ở trong lòng đều phải xếp lại, đều phải chờ đợi. Kênh Ký ức Chiến tranh, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.